Mục thần ký tập 81, mắt của người mù, tập 82, học phố, tập 83, ban công thố, tập 84, bà bất hủ chúc các bạn xem video vui vẻ, đó là hai ánh mắt, chủ nhân ánh mắt bay trên không trung, đang dò xét trên thảo nguyên, hai ánh mắt buông xuống tỏa ra ánh sáng vàng, soi sáng thảo nguyên, lướt nhanh qua thôn trang nhỏ bé trong núi này, sau đó đi xa, tần mục thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy hai ngôi sao lớn kia một đường buông cột sáng xuống bao phủ phạm vi sáu bảy dặm càng chạy càng xa không biết bá sơn sư huynh thế nào rồi hắn thực sự có chút lo lắng người đi qua lúc nãy hẳn là cường giả của lâu lan hoàng kim cung là tồn tại cấp bậc vu vương một đường lần theo thanh ngưu vẫn không lưu lại dấu vết mà thôn trang này lại ẩn giấu bên trong rừng núi trong thôn đều là người già ngủ rất sớm không có ánh đèn vì thế vị vu vương đã không phát hiện thôn trang này thế nhưng vị vu vương này một đường bay tới truy tìm bọn họ nói rõ bá sơn tế tử vẫn chưa ngăn cản được hắn rất có thể bá sơn tế tử đã bị thương hoặc là rơi vào vây công ngủ tần mục ném cho linh dục tú một cái bình ngọc nhỏ quả quyết nói sư muội long tiên có hiệu quả với vết thương trên người ngươi ngươi bôi lên thân thể trước bôi xong liền nhanh chóng đi ngủ sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức lên đường linh dục tú gật đầu đi vào nhà sau một lát cô bé này mở cửa phòng nhô đầu ra mái tóc đèn nhánh buông xuống trước ngực lộ ra nửa cái bả vai bóng loáng những bộ vị khác trên thân thể thì lấp sau cánh cửa có chút ngượng ngùng chăn bò có nhiều chỗ ta không nhìn thấy không bồi được ta giúp ngươi hồ linh nhi hứng thú bừng bừng chạy tới cười nói ta đến bôi giúp ngươi không cần làm phiền công tử suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai trời còn chưa sáng hẳn tần mục đã thức dậy hoạt động gần cốt một chút mấy người già trong thôn cũng đều đã thức âm thanh cho gà ăn truyền đến còn có tiếng đuổi dê trong chuồng ra ngoài tiếng người già hỏi han trong lúc hoảng hốt tần mục còn tưởng mình trở lại tàn lão thôn ở đại khư vợ chồng trẻ rời giường chưa bữa sáng làm xong rồi đến nhà ta ăn sáng ngoài cửa truyền đến âm thanh của bà cụ kia tần mục đáp một tiếng gọi linh dục tú thanh ngưu dậy sau đó kéo hồ linh nhi ra khỏi chăn rời khỏi gian phòng cũ nát này lúc này chỉ nghe ngoài thôn truyền tới một thanh âm nói nơi này có một cái thôn chúng ta đến hỏi đường một chút hỏi cái gì ta không thể nào lạc đường được một âm thanh đầy tức giận cười lạnh nói năm đó ta đã qua nơi đó chính là chặn ở chỗ đó hơn một trăm ngày làm sao có thể lạc đường tần mục ngơ ngác lộ vẻ khó tin, vội vàng đi về phía cổng thôn, hỏi đường một câu cũng không chết ai. Ngươi nói ngươi nhớ đường, kết quả mang theo ta loanh quanh trên thảo nguyên nhiều ngày như vậy, ta lại không phải cái tên quẻ khốn kiếp kia, chạy nhanh như vậy. Tần mục bước nhanh tới cửa thôn, chỉ thấy một người mù chống trúc trượng chọc chọc đâm đâm đi tới, bên cạnh còn có một ông lão dâu ria rồm rồm chỉ còn nửa người, sau lưng cắm hai con dao mổ lợn, hung thần ác sát. Tần mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới, không nói một lời nhắc ông lão nửa người kia lên, bùi ngùi ôm chặt ông sau đó ném ông lão chỉ còn nửa người qua một bên lại bùi ngùi ôm lấy ông già vừa gầy vừa mù đồ tể ta nói rồi lại đi nhầm đường phải không người mù kia vội vã nghiêng đầu tránh tần mục ra dãy dụ hướng về đồ tể đang lơ ngơ không hiểu bị vứt tại góc tường nói người mang theo ta đi tái ngoại kết quả thì sao hả người lại mang ta chạy về đại khư trở lại thôn chúng ta rồi mục nhi buông tay ta sắp bị người ghiềm chết rồi trưởng thôn đâu bà bà cũng quay về rồi sao Dược sư, dược sư, chớ trốn, ta nhìn thấy ngươi rồi. Sau một lát, ngươi mù và đồ tề trả hỏi mấy người già trong thôn. Mấy người già trong thôn nhìn thấy bọn họ còn già hơn mình, lại tàn phế. Trong lòng đều là bụi phục không thôi, thầm khen một tiếng già mà chắc chắn. Linh dục tú từ trong phòng đi ra, vừa mới gội đầu xong, nhìn thấy hai ông lão thì sợ hết hồn, vội vã chạy vào trong phòng. Trong lòng phanh phanh nhảy loạn, là hai ông lão ngày đó hù dọa ta và tần tiểu tướng quân trên dũng giang. Tần mục thoát khỏi mấy người già trong thôn, lấy túi vải bên hông ra nâng đáy túi vải lên đưa tay vào trong túi vải không ngừng tìm kiếm sau một lát xách ra hai cái chân sau đó lại kéo ra nửa người nói đổ ra ra nửa người dưới vàng rực rỡ này là của người bị thất lạc sao không phải đây không phải thân thể của ta đồ tể đánh giá nửa người dưới vàng rực rỡ này sau một lát dùng đao cắt vào một chân trong đó sờ sờ máu vàng chảy ra hồ nghi nói bộ thân thể này hình như là của vu tôn ta đã đấu với lão già này một trận rất quen thuộc máu của hắn nửa người dưới này đã chết hơn phân nửa, không thể sử dụng. Tần mục cũng tiến tới sờ sờ máu màu vàng kia, số máu này đã đông lại một nửa, nhưng vẫn còn ẩn chứa từng tia từng tia nóng. Có một giọt máu còn ngọ ngoại trên đầu ngón tay của hắn, muốn chui vào trong cơ thể hắn. Tần mục vội vã không chế nguyên khí, hóa thành chu tức nguyên khí, không ngừng đốt cháy, vất vả một hồi mới đốt hết giọt máu này, nói, nếu là nửa người dưới của vu tôn, như vậy nửa người dưới đổ ra ra nhất định ở trên người võ tôn. Lão già này ngưỡng mộ ta, vậy mà đến trình độ như thế này sao? Đồ tể sờ sờ dâu mép, dương dương đắc ý nói, như vậy con trai hắn sinh ra là của hắn hay là của ta? Trầm dâu như gốc dạ cứng như gai sắt trên mặt ông bị tay sờ qua vang lên những tiếng rin rít. Ông càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được cười ha ha. Người mù không nhanh không chậm nói, nếu hắn thật sự sinh con trai cho ngươi, hoặc là sinh cho ngươi một đám con cái, vậy thì ngươi nhận hay không nhận? Đồ tể ngẩn ngơ, lập tức tắt tiếng, sự đắc ý lúc nãy không cánh mà bay người mù một câu đả kích đổ tể đến hồn bay phách lạc lại nói với tần mục nói mục nhi sao các người lại ở chỗ này tần mục kể đầu đuôi câu chuyện một hồi người mù thất thanh nói các người vậy mà đi tới lâu lan hoàng kim cung chắn cửa lá gan thật lớn lần này ta theo đồ tể ra ngoài cũng là muốn đi lâu lan hoàng kim cung chúng ta tìm hiểu được nửa người dưới của đồ tể bị lâu lan hoàng kim cung đoạt đi đồ tể nói là lấy về rồi không biết còn có thể nối lại hay không tần mục cười nói nếu nửa người dưới chết rồi thì chắc chắn là không nối được Tuy nhiên nếu nửa người dưới của đồ gia gia ở trên người vu tôn, vậy thì chắc chắn là vu tôn nhân lúc nửa người dưới của đồ gia gia còn sống để nối lên. Chỉ cần tìm được vu tôn, chém đứt nửa người dưới của hắn, con liền có thể giúp đồ gia gia nối lại thân thể. Người mù nở nụ cười, nói, đây là việc nhỏ, tên khốn đồ tể này, xem như là hoàn chỉnh trước đây ngay cả chim cũng không có, đồ tể giận dữ, ta có thể dùng nguyên khí hiện ra thân thể, sao không có chim hạc, ta tiểu rột rột đều được, hai người lại ầm ĩ lên, làm cho tần mục đau đầu. Tần Mục vội vàng nói, bá Sơn Sư Huynh còn bị vây ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đến nay không biết sống chết. Hai vị ra ra, đồ tể lắc đầu nói, không cần phải để ý đến tên khốn đó, miệng hắn không có đóng kín, chuyện gì đều nói ra ngoài, lại nhài rông dài liên tục. Ta gặp phải hắn ở Duyên Khang, hắn lại vẫn chưa có bởi vì nói bậy mà bị người đánh chết, ta ghét hắn nói nhiều, sợ bị hắn quấn lấy, nên mới bỏ đi. Tuy nói như vậy, nhưng ông vẫn muốn lập tức lên đường, đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung vẫn là lo lắng cho an nguy của bá sơn tế tử hồ linh nhi và linh dục tú đã thu thập xong hành lý linh dục tú đến nhà của ông cụ và bà cụ kia đặt xuống mấy thỏi vàng tuy bọn họ chỉ ngủ lại đây một đêm thế nhưng được sự chiếu cố của mấy ông lão trong thôn này hơn nữa mấy người trong thôn cũng đã già trong thôn lại không có người trẻ tuổi để lại chút tiền cũng tốt giúp đỡ bọn họ vượt qua tuổi già đồ tề nhìn linh dục tú một chút hiển nhiên không nhớ rõ vị thất công chúa này cười nói ánh mắt tiểu tử thúi không sai cô bé này lớn lên không tệ linh dục tù đánh bạo tiến lên chào ông và người mù nói thanh ngưu đã ra ngoài ăn cỏ từ sáng sớm còn chưa trở về chúng ta ra ngoài tìm nó mọi người ra thôn chỉ thấy một con thanh ngưu to lớn đang gặm cỏ trên thảo nguyên vừa gặm nước mắt vừa rơi như mưa trong miệng nói nhỏ từ khi ta theo lão gia luôn luôn đều là ăn rau chưa bao giờ ăn cỏ lão gia còn dành riêng cho ta vài mẫu đất trồng rau còn loại trồng hoa cho ta hồ linh nhi chạy lên nói ngưu nhị đừng khóc lão gia của lão gia nhà ngươi đến rồi, lão gia nhà ngươi được cứu rồi. Thanh ngư nhìn thấy người mù và đồ tể chỉ còn dư lại nửa người trên, mặt bò run lên, có chút hoài nghi bản lĩnh của hai người này, mọi người leo lên lưng bò. Tần mục nói, Thanh ngư, người yên tâm, bọn họ rất lợi hại, chúng ta mau chóng đi lâu lan hoàng kim cung, cứu bá sơn sư huynh về. Thanh ngư chỉ đành cất bước chạy lên đường cũ, trên lưng bò, linh dục tú quay đầu lại, chỉ thấy thôn nhỏ kia đã biến mất bên trong núi rừng, không còn nhìn thấy mấy ông lão kia nói mấy vị khả hãn tái ngoại chính đang giết tới giết lui người đánh ta ta đánh ngươi nói rõ tái ngoại cũng vì sự quật khởi của duyên khang quốc mà cảm thấy nguy hiểm linh dục tú lấy lại bình tĩnh nói bọn họ cũng muốn xây dựng nên một đế quốc thống nhất tập hợp tất cả sức mạnh chống lại duyên khang vị khả hãn của man địch quốc này hẳn là một vị hùng chủ có hùng tâm tráng trí nếu tái ngoại thống nhất mà rơi vào tay hắn chỉ sợ duyên khang quốc ta sẽ gặp nạn hiện tại duyên khang ta nội loạn liên miên tần mù gật đầu trong này nhất định có sự gợi ý của lâu lan hoàng kim cung dù sao thì lâu lan hoàng kim cung cũng là thánh địa nếu nó chống đỡ khả hãn của man địch quốc thì chuyện nhất thống tái ngoại cũng không khó khăn ta phòng chừng lâu lan hoàng kim cung hẳn là cũng có chút do dự lo lắng bồi dưỡng ra một duyên khang quốc khác mất đi khống chế với tái ngoại vì lẽ đó đến nay man địch quốc còn chưa nhất thống tái ngoại linh dục tú suy nghĩ một chút quả thực chính là đạo lý này chỉ là ba thánh địa lớn trong lãnh thổ duyên khang quốc đạo môn đại lôi âm tự và thiên ma giáo đều không ủng hộ duyên khang quốc không những không ủng hộ còn có vài môn phái làm loạn nếu man địch quốc được hoàng kim cung dốc sức ủng hộ chỉ sợ sẽ có sức mạnh tấn công duyên khang thanh ngưu một đường chạy nhanh chạy gần nửa ngày đột nhiên người mù nói dừng lại thanh ngưu vội vã dừng lại người mù chỉ chỉ về phía tây nam nói qua bên kia ta thấy bên kia có người đang chiến đấu thanh ngưu buồn bực người mù nhìn thấy bên kia có người ở chiến đấu thấy thế nào được tuy nhiên nó không dám hỏi chỉ đành thay đổi phương hướng, chạy về hướng Tây Nam. Linh Dục Tú cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục giải thích, Mù Gia Gia là một người có thị lực tốt nhất thôn chúng ta. Người Mù Dương Dương tự đắc, Linh Dục Tú nhìn về phía con mắt của ông, chỉ thấy bên trong viền mắt trống rỗng, không có thứ gì, trong lòng buồn bực, sao thị lực của người Mù lại tốt nhất. Đây là ý gì? Thanh Ngư chưa chạy được bao lâu, đột nhiên nhìn thấy trên một ngọn núi xa xa có ánh đao ngang dọc, chỉ là khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, lúc này mới bội phục người mù không thôi linh dục tú nghi ngờ không thôi ông ấy đúng là người mù đồ tề cũng khen thị lực người mù thật tốt tần mục biết rõ năng lực tâm thần nhãn của người mù từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc tuy mắt người mù không thể nhìn thấy thế nhưng đồ vật nhìn thấy lại nhiều hơn người khác hắn đứng dậy từ xa nhìn lại xung quanh ngọn núi kia còn có từng luồng sáng vàng lượn vòng quanh ngọn núi thanh ngư chạy hết tốc lực cách ngọn núi kia càng lúc càng gần cũng không lâu lắm chỉ thấy từng luồng từng luồng ánh sáng kia trở nên càng ngày càng to, quay chung quanh ngọn núi kia như là từng cái từng cái đai lưng, xuyên tới xuyên lui, bao quanh ngọn núi. Đến khoảng cách càng gần hơn thì lại thấy bên trong những luồng sáng vàng kia có rất nhiều đồ vật, đó là thần thông của Vu Vương, có luồng sáng vàng ẩn giấu từng thanh từng thanh loan đao bên trong, có luồng sáng vàng chứa từng vị người vàng trói lọi, còn có luồng sáng có rồng vàng uốn lượn bên trong. Thực lực Vu Vương kinh người, chỉ có tu luyện tới cảnh giới thiên nhân mới có thể được gọi là Vu Vương nhưng dù sao thì lâu lan hoàng kim cung cũng là thánh địa tái ngoại đa số vu vương đến đây đuổi giết bá sơn tế tử đều là sinh tử cảnh thậm chí còn có một vị tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều khi thế lớn lao thanh nhu cấp tốc chạy cách ngọn núi kia chỉ còn 10 dặm tần mục lại nhìn chỉ thấy tám góc đông nam tây bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc của ngọn núi kia trên không trung mỗi nơi đều có một vị vu vương vu vương phía đông thân người đầu chim cầm trong tay một cái gương tròn Tấm gương kia rất quái lạ, có 12 cây xương trắng như tuyết từ trong gương chĩa ra, bị hắn nắm ở trong tay, trong gương bắn ra một vệt sáng vàng. Vu Vương phía tây thân người đầu báo, trong tay cầm một cây tiết trượng gậy nhiều đốt, đỉnh tiết trượng buộc một đồ vật như đuôi, đang tung bay, độ dài gần bằng tiết trượng, mà mũi trượng lại là một khô lâu màu vàng, mắt bắn ra ánh sáng vàng. Vu Vương phía nam là một người vàng ba đầu, ba cái đầu sói, Vu Vương phía bắc đầu người thân chim, lưng mọc hai cánh hai cánh không ngừng phát ra từng thanh từng thanh kiếm màu vàng kiếm vàng hóa thành một dòng kiếm tấn công về phía trung tâm ngọn núi mà dáng dấp của vu vương ở bốn phía đông nam tây nam đông bắc tây bắc cũng là lạ lùng kỳ quái có mọc ra đầu thú tám tay có mọc ra sáu chân có mọc ra nhiều cánh có trên mặt mọc ra nhiều mắt lòng bàn tay cũng có mắt cho dù tần mục từng tiếp xúc vu tôn lâu la kinh nhưng thấy tình hình này vẫn là không thể không thán phục sự tà quỷ và mạnh mẽ của môn công pháp này trung tâm ngọn núi kia ánh đao ngang dọc đóng mở chống lại thần thông đánh tới từ tám hướng trên ngọn núi kia thỉnh thoảng có đá tảng rớt xuống từng khối từng khối đá lớn như sân vuông tình huống như thế ở phía xa là không thấy rõ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ như là hạt bụi đang dây dụng chỉ có đi tới gần mới biết những hạt bụi này khổng lồ đến cỡ nào ngọn núi đã bị thần thông của bá sơn tế tử và tám vị vu vương gò đến tựa như một cây của trụi lùi chỉ có đỉnh núi chỗ bá sơn tế tử đang đứng thẳng còn có chút màu xanh của cây cỏ đồ tể lướt mắt nhìn thở phào nhẹ nhõm cười nói miệng rộng không chết chúng ta trở về thôi tần mục giở khóc dở cười thanh ngư lại càng hăng hái lấy chân sông về phía trước còn chưa đi tới chân núi thì đột nhiên đổ tề bay lên trời một vệt đao quang xé trời cực kỳ rực rỡ tần mục ngẩng đầu nhìn lại chỉ cảm thấy sau khi tia sáng ngày lướt qua thì hình như trở nên hơi đen tựa hồ là ánh sáng quá chói lọi in vào trong mắt một vết đao lại tựa như là quá sắc bén mà cắt cả bầu trời hắn không nhìn ra là loại nào thiên khả hãn một tiếng kêu sợ hãi truyền đến giữa bầu trời một đầu người lăn xuống chỉ còn một vu vương cánh chim không đầu đang đập cánh màu vàng tung tóe khắp giữa không trung chính là vu vương thân người đầu chim ở phía bắc kia trong rất nhiều vu vương ở đây chỉ có hắn là tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều kết quả bị đồ tể đánh lén cận thân một đao chém chết đồ tể là lưu phái chiến kỹ bị ông đến gần người thì kết quả có thể tưởng tượng được đồ tể hạ xuống vẫn vững vàng rơi lên lưng thanh ngưu bảo thanh ngưu quay lại nói lão gia nhà ngươi đã không quá đáng lo, có bị thương nữa cũng có thể giết ra. Thanh Ngư, ngươi dẫn chúng ta đi lâu lan hoàng kim cung. Thanh Ngư trần chờ, nói, lão lão gia không cứu lão gia ra sao, lão gia hiếu thuận, lúc nào cũng nghĩ đến lòng tốt của người, cứu hắn ra làm gì, quấy giày ta sao. Đồ tể lắc đầu nói, những năm này, ta ở trong thôn cực kỳ thanh tĩnh, vừa nghĩ tới lại bị tên này lải nhải, ta liền đau đầu, bảo ngươi đi thì ngươi đi, dài dòng nữa liền ăn thịt bò, ngươi biết ở trong thôn ta làm gì không? Thanh Ngưu dùng mình một cái, không dám nói lời nào, con bò này lanh lợi đã sớm nhìn ra ông là đồ tể giết lợn mổ bò. Sư phụ, trên ngọn núi kia, âm thanh của bá sơn tế tử truyền đến, hiển nhiên là bị thương, trung khí có chút không đủ, vui vẻ nói, sư phụ, quả nhiên là người, ta liền biết người không chết, người bỏ ta tại duyên khang nhiều năm như vậy, chính mình đi ra ngoài tự do vui vẻ, người bồi thường cho ta sao đây, ta có thật nhiều lời muốn nói với người, chạy mau, đồ tể nói. Thanh Ngư vội vàng chạy về hướng lâu lan hoàng kim cung, bá sơn tế tử đang muốn xông ra đỉnh ngọn núi kia, bị bảy vị vu vương còn lại hợp lực chấn áp xuống, không thể không trở lại đỉnh núi. Bảy vị vu vương kia cũng là cỡi hổ khó xuống, tám người bọn họ hợp sức chấn áp bá sơn tế tử, định luyện chết hắn, không nghĩ tới thiên khả hãn đã chết nhiều năm trong truyền thuyết lại xuất hiện, cô đao chém chết vu vương mạnh mẽ nhất trong bọn họ. Vốn bọn họ còn tưởng rằng thiên khả hãn sẽ ra tay với bọn họ, mà bá sơn tế tử lại phấn chấn tinh thần ngược lại triển khai đòn đánh sắc bén nhất về phía bọn họ, ngăn cản bọn họ, khiến bọn họ không thể chạy trốn, càng làm cho bọn họ sợ đến hồn phi phách tán. Mà lúc này, thiên khả hãn vậy mà bỏ bá sơn tế tử lại nơi này, cưỡi bỏ chạy, bá sơn tế tử cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, trừ tết miệng, tàn nhẫn đâm xương sống sau lưng lão già, lại qua gần nửa ngày, thanh ngưu mang theo bọn họ trở lại trước hồ nhược thủy, dừng bước lại, đồ tề nhìn người mù một chút, nói, người mù, ngươi và mục nhi theo ta lên núi hiện giờ ta không có nửa người dưới đánh không lại lão già kia được người mù từ trên lưng bò nhảy xuống tần mục để linh dục tú hồ linh nhi và thanh ngưu ở lại chỗ này nói chúng ta đi một lát sẽ trở lại linh dục tú gật đầu tất cả cẩn thận đồ tề đi tới trước hồ nhược thủy lắc đầu nói tiểu tử bá sân này nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ thậm chí ngay cả cái hồ này cũng không có chuyển đi ông hít vào một hơi thật sâu linh dục tú Tiểu hồ ly và thanh ngưu ở phía sau không khỏi ngơ ngác, chỉ thấy xung quanh gió cuộn mây tuôn, đám mây giữa bầu trời cũng bị cuồng phong cuốn tới, tuôn về miệng ông lão chỉ còn nửa người dưới trước mặt bọn họ này. Địa thế thảo nguyên cao, đám mây tương đối thấp, nhưng cách bọn họ cũng trăm nghìn trượng, ông lão này hít một hơi, ngay cả mây trắng trên bầu trời đều bị hít vào trong bụng, mạnh đến nỗi có chút thái quá. Đây là, đây là, cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất trong truyền thuyết, tinh thần linh dục tú chấn động mạnh từ khi quốc sư duyên khang triệu tập cao thủ lưu phái chiến kỹ đến bàn luận võ đạo cường giả lưu phái chiến kỹ người chết đã chết người chạy đã chạy cũng có người ẩn nấp biến mất tuy nhiên lần chiến đấu luận bàn đó cũng chưa từng xuất hiện cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất lưu phái chiến kỹ mạnh mẽ ở thân thể mà đặc điểm của cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất đó chính là một vị trí nào đó trên thân thể của bọn họ đã thành thần bọn họ không cần dốc hết sức triển khai thần thông mỗi cử chỉ mỗi hành động chính là thần thông hiển nhiên ông lão chỉ có nửa người trên này chính là nhân vật như vậy đồ tể hít đầy một hơi đám mây ở gần bọn họ cơ hồ bị ông hút hết sạch sau đó thổi ra một hơi dầm hồ nhược thủy phía trước bọn họ đột nhiên bị hắt lên sóng nước càng lúc càng cao như là một vùng biển dựng thẳng lên vùng biển dựng thẳng lên này đang nhanh chóng lùi về sau hầu như là trong nháy mắt liền bị thổi bay vào trong núi tuyết lấp đầy những thung lũng to to nhỏ nhỏ trong núi tuyết phía trước bọn họ hồ nước cạn khô ngay cả rừng trắng trong hồ cũng bị thổi bay tuy đáy hồ còn có chút ẩm ướt nhưng cũng không còn nước bùn nước bùn cũng bị thổi sạch sành xanh, xanh tần mục mở thiên nhãn nhìn lại tấm lụa mỏng bao phủ mặt hồ kia cũng bị đồ tể thổi một hơi không thấy tung tích không biết bay về đâu cao thủ lưu phái chiến kỹ đỉnh cao nhất sẽ không có pháp thuật thần thông thay đổi địa hình thế nhưng nhân vật như vậy thì thân thể vô cùng mạnh mẽ thay đổi địa lý thay đổi thời tiết sao phải cần pháp thuật thần thông nếu như có thể có được thân thể của lưu phái chiến kỹ kiếm thuật của lưu phái ngự kiếm thần thông của lưu phái pháp thuật vậy chẳng phải là vô địch rồi tần mục hấp hái mắt đuổi theo đồ tề hắn tu luyện chính là bá thể tam đan công bá thể tam đan công cái gì cũng tốt chỉ là không có thần thông cũng không có pháp môn tu luyện thân thể càng không có kiếm pháp cũng chính bởi vì hắn tu luyện là bá thể tam đan công nên đồ tề mới không chuyển công pháp tu luyện thân thể cho hắn tránh làm lỡ tiến cảnh tu vi của hắn kỳ thực mỗi người trong thôn đều có công pháp độc đáo của riêng mình tuy nhiên ai cũng không truyền thụ cho hắn bên trong lâu lan hoàng kim cung truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc một hơi thổi bay hồ nhược thủy phía trước hoàng kim cung thần thông thông thiên triệt địa cỡ này thật không thể tưởng tượng nổi sao có thể không làm cho tinh thần đám đại vu phu, phu sĩ trong hoàng kim cung chấn động trước thánh điện phu tôn cầm quyền trượng trong tay đứng đó trong mắt chiếu ra hai vệt sáng vàng rơi vào thân thể ba người đang từ đáy hồ đi qua khóe mắt run lên hắn là trưởng giáo của hoàng kim cung bởi vì ước ao thân thể mạnh mẽ của đồ tể nên sau khi biết đồ tể múa đao với trời bị các thần chém thì liền lập tức lèn vào duyên khang tiêu diệt môn phái nhỏ đạt được nửa người dưới của đồ tể kia cướp lấy nửa người dưới của đồ tể hắn biết rõ thân thể của đồ tể vượt xa cơ thể của mình bởi vậy dứt khoát kiên quyết cắt đứt nửa người dưới của chính mình đổi thân thể của đồ tể vào mà hiện tại tình hình trong trong ác mộng của hắn đã biến thành sự thật vị thiên khả hãn kia vẫn chưa chết ông ta còn sống hiện tại tìm đến mình muốn lấy lại nửa người dưới của ông ta bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim khóe mắt vu tôn run rẩy dữ dội xoay người đi vào thánh điện, trên điện thờ bên trong thánh điện có từng bộ từng bộ xương vàng đang ngồi xếp bằng, có hình người, cũng có hình thú, tổng cộng có 18 điện thờ, trong 17 điện thờ đều là xương vàng, bên trong điện thờ thứ 18 thì lại có một ông lão đầu rối bù chỉ còn lại da bọc xương đang ngồi, bất động như chết, đại tôn, thiên khả hãn đến rồi, vu tôn chống trượng, quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói, lão già đầu bù xù, gầy khô như que củi trong điện thờ kia mở mắt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, âm thanh như cú thánh đồng chuyển thế mà ta bảo ngươi tìm cho ta đâu trên cái chán vàng rực rỡ của vu tôn bốc lên mồ hôi hột màu vàng li ti khàn giọng nói vẫn chưa tuyển được âm thanh lão già đầu bù xù kia sắc bén không có thánh đồng chuyển thế ta chuyển 17 đời này chẳng phải là điều uống phí ta cách thành thần chỉ kém nửa bước nửa bước vu tôn cúi đầu thật sâu không dám nói lời nào ông lão đầu bù xù kia lạnh lùng nói có ta ở đây thiên đào không dám làm khó dễ ngươi thế nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng hao tồn tính mạng để giúp ngươi ngươi trả lại nửa người dưới cho hắn lập tức tìm thánh đồng truyền thế cho ta vu tôn thất kinh trong lòng đột nhiên một vẻ sáng lướt qua cắt một nhát lên eo hắn khiến hắn không kịp trở tay vu tôn trầm mặc sau một lát mở miệng nói ra thố sư đệ ngươi vào đây một vị vu vương nghe thế vội vã đi vào thánh điện khom người nói vu tôn có chuyện gì vu tôn giơ quyền trượng lên đâm thủng đầu hắn sau đó chặt nửa người dưới của hắn xuống nối vào thân thể của chính mình, sắc mặt không hề lay động, khom người nói, sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Ông lão đầu bù xù kia nhắm mắt lại, tìm không được thánh đồng truyền thế thì người biết hậu quả, vu tôn khom người, mang theo nửa người dưới của đồ tề lùi về sau, ra khỏi thánh điện. Sau khi hắn đi ra thánh điện, chỉ nghe bên trong điện truyền đến tiếng nhai, phỏng phất có thứ gì đang gặm thi thể của vu vương gia thố, khóe mắt vu tôn lại run lên trên đã truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt hắn chỉ là đơn giản đặt mình lên trên nửa người dưới của vu vương gia thố mạnh mẽ dùng pháp lực nối cả hai làm một thế nhưng máu thịt của bọn họ vẫn chưa sinh trưởng cùng nhau xương cốt tĩnh mạch kinh mạch khí huyết tinh khí chưa từng nối liền hắn phải dùng bí dược kết hợp hai người lại biến thân thể của gia thố thành thân thể của chính mình từ khi hắn đoạt được nửa người dưới của đồ tể cho rằng thành tựu đời này cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước nữa không nghĩ tới đồ tể không chết trái lại tìm tới cửa mà Đại Tôn, bởi vì thân thể khô bại, không dám cá chết lưới rách với đồ thể, đến nỗi để cho hắn không thể không từ bỏ nửa người dưới của đồ tể, tuy rằng bản lĩnh của Vu Vương gia thố không yếu, thế nhưng còn không bằng thân thể trước đó của Vu Tôn, muốn luyện về cảnh giới trước kia, còn không biết phải mất bao lâu, Vu Tôn nhịn đau, mang nửa người dưới của đồ tể xuống núi, Tần Mục, đồ tể và người mù đã lên núi, gặp hắn ở giữa sườn núi, Vu Tôn thả nửa người dưới của đồ tể xuống, thì lễ, Thiên Khả Hãn Đồ tề nhìn nửa người dưới của chính mình một chút, lại nhìn eo của Vu tôn một chút, lắc đầu nói, sao khổ thế chứ, thay ta nuôi dưỡng thân thể hơn 200 năm, thân thể ta không chết, còn phải cảm ơn ngươi, khóe mắt vu tôn lại nhảy lên hai lần. Tần mục lấy ra nửa người dưới vàng rực rỡ kia, nói, vu tôn, thân thể của ngươi trả lại cho ngươi, ta giữ lại cũng không để làm gì. Bắp thịt trên mặt vu tôn run, run run, âm thanh khàn khàn nói, ta không dùng tới, dùng để luyện chế bảo vật cũng tốt. Tần mục có ý tốt nói, ta thấy thân thể của ngươi còn chưa nối tốt ta cũng tinh thông y thuật nếu vu tôn tin được ta ta có thể giúp ngươi nối lại ngươi muốn nhân cơ hội hại ta hả vu tôn hửa lạnh một tiếng mang theo thân dưới của mình xoay người rời đi tần mục lắc lắc đầu than thở thầy thuốc như cha mẹ ta định mượn thân thể của hắn luyện tập còn phải giúp đầu ra ra nối lại thân thể đây đồ tề cười nói y thuật của con ta tin được đương nhiên nếu như có thể trở lại tìm dược sư do dược sư tự mình ra tay vậy thì càng tốt tuy nhiên trở lại đại khư mất quá nhiều thời gian đột nhiên ông cao giọng nói lão khốn nạn còn sống không âm thanh to rõ truyền khắp núi bên trong thánh điện của lâu lan hoàng kim cung truyền tới một âm thanh già nua sắc bén yên tâm thiên đào còn chưa chết sao ta chết được lão quỷ này lại vẫn còn sống đồ tề cười lạnh một tiếng sớm muộn gì ngươi cũng chết chúng ta đi tần mục ôm lấy nửa người dưới của đồ tề ba người cùng xuống núi người mù quay đầu lại liếc mắt nhìn lên trên núi như có điều suy nghĩ nói người bên trong kia rất mạnh, đồ tể thở phào một cái, cười nói, ta không có nửa người dưới, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn, vì thế mới muốn người theo ta cùng đến đây, chính là vì đối phó hắn. Cái lão khốn này, truyền thế 17 lần, sống 18 đời, tuổi thọ chỉ sợ đã được vạn năm, lại còn chưa chết, ta đấu với hắn mấy lần, rất là lợi hại, tần mục thất thanh nói, sống 18 đời, tuổi thọ vạn năm, sao có thể có chuyện đó, sao lại không thể. Bên trong đại khư chắc là con đã thấy thần ma sống không chỉ vạn năm chứ. Kỳ thực thế gian này còn có một vài thứ đáng sợ, chỉ là con bây giờ còn nhỏ, tiếp xúc không tới nhân vật như vậy. Đồ tề nói, tuy lão già kia không phải là thần ma, nhưng cũng cách không xa, hắn biết rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều bí mật. Nếu như không phải là kẻ địch, ta cũng không sẽ đối nghịch với hắn. Người mù gật đầu nói, quả thực có một vài nhân vật đáng sợ, chẳng hạn như con mắt của ta. Ông lắc lắc đầu, không có nhiều lời, tần mục hơi chấn động trong lòng, con mắt của người mù là bị người móc đi nhưng đến cùng là ai ra tay thì người mù chưa bao giờ nói qua phía sau chuyện này còn có bí mật gì bọn họ rời khỏi lâu lan hoàng kim cung tập hợp cùng linh dục tú đi tới thành thị của man tộc trên thảo nguyên tần mục ở trong thành mua một ít dược liệu từ bên trong túi phải lấy ra một cái nồi lớn nói đồ ra ra con nấu nửa người dưới của người trước một chút nung máu và vu độc của vu tôn ra hắn đổ đầy nước vào nồi bỏ từng dược liệu vào trong nước chờ sau khi đốt tan mùi thuốc tràn ra lúc này mới đưa nửa người dưới của đồ tề vào bên trong hồ linh nhi sốt sáng nói sẽ luộc chín sao người mù cười híp mắt nói thì lát nữa nghe được mùi thịt là đã chín đồ tề cả giận nói thân thể của ta thần chém không chết sao lại bị một nồi nước đun chín hả lục một lát tần mục quan sát màu sắc nước thuốc lấy một chén thuốc mở ra nặn từ bên trong ra vài con cóc khô màu đỏ đen sen kẽ chỉ to bằng móng tay sau đó đổ vào trong nồi mấy con cóc kia đã bị sấy khô thế nhưng sau khi vào nước hút đầy nước thì ngược lại sống lại, lan lội tán loạn trong nước sôi, hấp thu vu độc, qua không lâu, vài con cóc trúng độc mà chết, tần mục lại đổi một nồi nước, theo cách cũ mà làm, luyện hơn 9 lần, đốt sạch vu độc bên trong, chỉ thấy dòng máu trong nửa người dưới của đồ tể đã khôi phục lại màu đỏ, máu tươi giống như khi còn sống vậy, tự động vận hành bên trong mạch máu, tần mục lại đun sôi một nồi nước, đổi mấy chục loại dược liệu khác, lại luộc nửa người dưới của đồ tể, kích thích hoạt tính của máu thịt, luộc mãi đến đêm khuya linh dục tú tiểu hồ ly đã ngủ thanh ưu cũng đi ngủ người mù ngồi dưới đất chống thúc trượng ngủ gật chỉ có tần mục và đồ tể còn canh giữ bên cạnh nồi tần mục rút thiếu bảo kiếm ra đưa cho đồ tể nói đồ ra ra thân thể của người con cắt không đứt người phải tự mình ra tay cắt hết màng thịt đã bọc ra phía dưới nửa người trên không dùng tới kiếm của con ta dùng đao của ta đồ tể rút dao mổ lợn ra cắn răng cắt dưới thân mình một đao cắt đứt màng thịt do vết thương kết ra tu vi của ông mạnh mẽ lập tức dùng nguyên khí niêm phong lại vết thương, không cho vết thương chảy máu. Tần mục lấy nửa người dưới từ trong nồi ra, vết thương nửa người dưới vẫn còn mới mẻ, không cần cắt nữa. Tần mục lấy ra từng cái từng cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một bôi long tiên lên mặt cắt nửa người dưới và nửa người trên. Long tiên này vừa bôi tới, chỉ thấy từng cái từng cái mầm thịt đang nhanh chóng sinh trường, phảng phất từng con từng con sâu nhỏ màu đỏ không ngừng nhúc nhích. Hắn không có lập tức nối hai đoạn thân thể lại với nhau, mà là dùng tia nguyên khí, tách từng cái từng cái tĩnh mạch và thần kinh ra, nối tĩnh mạch với tĩnh mạch, thần kinh với thần kinh. Trong tay hắn, tia nguyên khí tuôn ra càng lúc càng nhiều, nối từng mầm thịt, nối màng thịt, nối dạ dày, nối xương sống lưng, thân thể của đồ tề dần dần hợp lại. Tuy nhiên da rẻ bên hông còn chưa mọc ra, cuối cùng tần mục bôi long tiên lên vết thương của ông, da rẻ tự sinh trưởng nối liền vết thương lại với nhau. Hắn phấn chấn tinh thần, ôm đồ tề lên, đưa vào nồi thuốc, đổ một bao dược liệu cuối cùng vào trong nồi, nhóm lửa chậm rãi hầm bên trong chiếc nồi lớn đồ tể tựa hai tay lên nồi đột nhiên nói mục nhi hổ cho ngươi tần mục lắc đầu cười nói con theo dược sư gia gia học in nhiều năm bản lĩnh đều là dược sư gia gia dạy không coi là khổ cực hy vọng ngươi không phải như dược sư danh tiếng tàn lụi nước từ từ sôi lên đồ tể thoải mái phun ra một đoàn hơi màu trắng nói đúng rồi vừa nãy ta thấy con cứ lấy đồ từ trong cái túi kia cái nơi này cũng là lấy từ trong đó cái túi vải của con có gì đó quái lạ cho ta xem một chút Tần Mục đưa túi vải tới, nói, túi vải này con nhặt được trong bảo khố lâu lan hoàng kim cung, không biết tại sao bên trong túi vải lại có một không gian khoảng một mẫu, vì thế con dùng để chứa đồ. Đồ tề mở túi vải ra, liếc nhìn vào bên trong, sắc mặt quái lạ, mục nhi, đồ vật con nhặt được trong bảo khố của hoàng kim cung cũng không ít đâu, sắc mặt tần mục ửng đỏ, con có thể học người què, nhưng nhất định không được nghiện. Đồ tề thở dài, nói, kỳ thực mỗi người trong thôn chúng ta đều có tật xấu riêng, người què thích trộm đồ, rồi sư động một chút là hạ độc hơn nữa còn lăng nhăng còn ta trước đây quá kiêu ngạo rút đao với các thần người mù không coi ai ra gì lại thêm cợt nhà người điếc quá kiêu ngạo người câm quá bảo thủ ai nói cũng không nghe trưởng thôn thì khỏi nói mỗi ngày làm ra vẻ cao thâm khó dò bà bà lại là một tính nết chuyên gây họa ta chỉ sợ con nhiễm hết khuyết điểm của tất cả chúng ta tần mục nghiêm nghị nói đồ ra ra yên tâm từ khi con rời thôn tới nay còn chưa bao giờ gây họa tổ sư rất vừa ý con vậy thì tốt còn có thể gây rắc rối, nhưng phải có khả năng giải quyết. Đồ tể quơ quơ túi vải, cười nói, ta đã gặp loại túi vải này, gọi là túi thao thiết, là dùng da của thao thiết luyện chế ra. Bên trong đại khư hẳn là có thao thiết thuần huyết, thế nhưng cả thôn chúng ta cùng tiến lên mới có thể đánh thắng được. Cái túi này dùng da thao thiết nhưng cũng không phải da thao thiết thuần huyết, tuy nhiên cũng xem như là huyết thống cực cao. Túi thao thiết ta gặp trước kia chỉ có khoảng một trượng vuông, chứa không được bao nhiêu đồ vật, hẳn là làm từ da của dị thú hàm chứa huyết mạch thao thiết. Thì ra là như vậy, tần mục kinh ngạc, vội vàng nói, con đã thấy một vài gian phòng, nhìn từ bên ngoài thì không lớn, thế nhưng không gian bên trong lại rất lớn, thế là sao? Rất đơn giản, dùng xương dị thú có huyết thống thao thiết, nghiền nát, hòa vào trong vật liệu đá, hoặc là cũng có thể quét vào bên ngoài, cứ như vậy, không gian bên trong sẽ lớn lên. Đồ tể nói, thao thiết là thần thú, là một loại rồng, loại thần thú này chỉ ăn không thải, không gian trong bụng cực kỳ bao la, ra dùng để luyện chế túi thao thiết. Sương dùng để xây phòng đều có rất nhiều tác dụng chỉ là thao thiết thuần huyết quá ít tần mục canh giữ ở bên cạnh hai ông cháu trò chuyện trong lúc vô tình tần mục ngủ quên đến hắn khi tỉnh lại chỉ thấy lửa dưới nồi đã tắt đang muốn thêm lửa thì âm thanh của đồ tể ở bên cạnh truyền đến nói mục nhi không cần ta cảm giác thân thể đã không có gì đáng ngại tần mục vội vã quay đầu lại chỉ thấy đồ tể đã mặc chỉnh tề một cái quần mới đó là cái quần mà tần mục vừa may xong từ số phải tiện thể mua được khi đi mua thuốc trên người ông lão này là một cái áo bảo rộng rãi râu rìa lồm xồm trên mặt cũng đã được cạo sạch sẽ có vẻ nhẹ nhàng thoải mái không giận mà uy đồ tể đánh giá hắn từ đầu đến chân liên tục gật đầu con đã lớn rồi trước đây chúng ta giúp ngươi bây giờ con đã có thể giúp chúng ta rất tốt rất tốt tiếng của người mù từ bên ngoài truyền đến mổ lợn nói thêm gì nữa là ngươi liền đi không được tên đồ đệ kia của ngươi tìm tới rồi đồ tể đi ra ngoài nói trong túi thao thiết của con có một xương tay thần ta giữ dùng con trước, thứ này, hiện giờ con còn chưa cầm được, vị thần này còn sống, con mà cầm thì chỉ rước họa vào thân, tần mục sợ hết hồn, chủ nhân của xương tay còn sống, năm đó ta chặt từ trên trời xuống, đương nhiên còn sống, đồ tể vào người mù một trước một sau dần dần đi xa, bước chân bọn họ tuy chậm, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, âm thanh của đồ tể truyền đến, đây là cái tay mà ta dùng nửa người dưới đổi lấy, tuy nhiên thì thần trên tay đoán chừng đã bị người ta xem là linh đan luyện ăn rồi, chỉ còn dư lại xương mục nhi nhớ về thôn ăn tết âm thanh của người mù từ xa xa chuyển đến tần mục nhìn theo bọn họ đi xa lộ ra vẻ tươi cười phất phất tay về phía bóng lưng của bọn họ còn nhất định sẽ trở về ăn tết người mù phảng phất nhìn thấy hắn đang phất tay cũng không quay đầu lại chỉ giơ cánh tay lên vẫy vẫy mù ra ra quả thực lợi hại tần mục than thở xa như vậy đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng cũng không lâu lắm một âm thanh hùng hậu từ xa xa chuyển đến không ngừng vang vọng trên thảo nguyên tần sư đệ sư đệ đệ tần mục nghe được là âm thanh của bá sơn tế tử vội vã cao giọng nói ta ở đây âm thanh kia còn đang gieo hò tần tiến sĩ tiến sĩ sĩ tần mục lại đáp một tiếng tuy nhiên âm thanh của bá sơn tế tử còn đang gọi ở xa xa tần mục phục hồi tinh thần lại chỉ sợ bá sơn tế tử còn cách nơi này mấy trăm dặm tiếng nói của ông ấy có thể truyền tới đây nhưng tiếng của ta lại không truyền xa được như ông ấy linh dục tú tỉnh lại vội vàng nói chăn bò để ta dứt lời phất tay bắn ra một thần thông viêm hỏa một quả cầu lửa nổ tung giữa không trung sóng lửa cuồn cuộn tần mục thầm khen một tiếng thông minh cười nói vô dụng ông ấy còn cách nơi đây mấy trăm dặm không nhìn thấy hồ linh nhi và thanh ngưu cũng tỉnh lại thanh ngưu hết nhìn đông tới nhìn tây không thấy hai người đồ tể và người mù hỏi lão lão ra đâu đã đi rồi tần mục nghe bá sơn tế tử còn đang gọi đổi nhiều cách gọi khác nhau hắn thở dài quả thực giọng của bá sơn tế tử rất lớn cũng rất hay nói rất khó tưởng tượng được một người đàn ông thô lỗ như thế lại nhiều lời như vậy, nói, chúng ta đến biên quan trước, bà Sơn Tế Tử tìm không được chúng ta, nhất định sẽ đến nơi đó, thanh ngưu hiện ra chân thân, tần mục mang theo hồ linh nhi nhảy lên lưng bò, linh dục tú cũng nhảy lên, thanh Ngư cất bước chạy về phía biên quan, tần mục nhìn cô gái bên người một chút, nói, thương thế của ngươi khỏi hẳn chưa, linh dục tú gật đầu nói, ngay cả sẹo cũng không thấy, ngươi xem, vốn trên eo ta bị trúng một kiếm, hiện tại đã hoàn toàn lành lặn rồi nàng xốc áo lên lộ ra vòng eo nghiêng người nói chỗ này này da thịt của nàng rất mịn màng mặc dù là bên hông cũng rất trắng hẳn là không lộ ra ngoài cho nắng chiếu vào nguyên vốn da rẻ của tần mục hơi đen khi còn bé những ngày hè đổ lửa hán thường thường để chân cánh tay bơi lội trong dũng giang bị nắng chiếu đến vòng da có lúc còn bị những con cá quái lạ trong dũng giang mạnh mẽ đuổi sát cái mông mấy ngày nay đến thái học viện tần mục không có cơ hội cởi sạch dương oai da rẻ dần dần trở nên trắng nhưng so sánh cùng linh dục tú tần mục vẫn có vẻ hơi đen tần mục vươn ngón tay sờ lên miệng vết thương của nàng một chút vẫn có thể cảm giác được miệng vết thương có chút lồi lên linh dục tú cảm thấy hơi nhột cười khanh khách tần mục nói ngươi không nên động đậy để ta giúp ngươi làm tan máu bầm ở chỗ này bằng không nơi này vẫn sẽ lồi ra linh dục tú vội vã để yên ven áo tần mục hóa nguyên khí của mình thành thanh long nguyên khí từng tia nguyên khí qua lại trên đầu ngón tay khống chế nguyên khí cẩn thận từng ly từng tí một chui vào da thịt của nàng đánh tan máu bầm linh dục tú chỉ cảm thấy tê tê ngứa ngứa lại cười khanh khách nói ngươi làm ta nhột quá nơi đó có một khối thịt cười đấy tần mục cũng không ngẩng đầu lên nói chịu đựng lát nữa liền không nhột mà sẽ có chút đau sau một lát linh dục tú cảm giác được có chút đau đớn như kim đâm vội vã cúi đầu chỉ thấy tần mục đang dùng khan thiên hương lau máu bầm chảy ra từ bên trong da thịt sau khi máu bầm chảy ra trên da đã không còn bất cứ dấu vết gì lưu lại linh dục tú thả áo xuống chớp chớp mắt to thần y trên lưng người ta còn có mấy vết thương không biết có để lại sẹo hay không nữa hồ linh nhi giòn tan nói vết thương trên lưng ngươi là ta bôi cho trước khi dịch thuốc ta đã giúp ngươi đánh tan máu bầm sẽ không để lại sẹo linh dục tú nhìn nàng một chút tiểu hồ ly cười rất ngọt ngào rất giả tạo hừ hồ ly tinh cô bé và hồ ly tinh thầm nghĩ hồ linh nhi hấp hái mắt nói dục tú tỉ tỉ năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ánh mắt linh dục tú lấp lóe nói ngươi bao lớn rồi ta 12 tuổi, ta 16 tuổi, ngươi còn lớn hơn công tử một tuổi đấy. Linh Dục Tú có một loại cảm giác bị tiểu hồ ly nhào tới mạnh mẽ đâm vào lồng ngực mình hai đao, rất là tổn thương. Mặc dù con hồ ly này chỉ là nhóc tỷ thế nhưng lại ra chiêu tàn nhẫn, đột ngột làm cho nàng khó lòng phòng bị. Nàng đã sớm nhìn ra tiểu hồ ly không có ý tốt, mỗi buổi tối đều cố ý chui vào trong chân tần mục, bày ra dáng vẻ cái gì cũng không hiểu, bán luôn sự xấu hổ, liền một chút rụt rè đều không có. Mà bây giờ, tiểu lẳng lơ này bắt đầu chủ động tấn công, Tuy bình thường Linh Dục Tú cởi mở, giống như là một cô bé có đầu óc khá lớn, có sự thẳng thắn và tác phong mà các cô bé khác ít có, thế nhưng nàng cũng có một mặt tinh tế, ngọt ngào cười nói, đinh muội, lông trên móng vuốt người thật mềm mại, tại sao không thử biến thành tay người? Hồ Linh Nhi ngáp một cái, hiếp mắt nói, công tử thích, Linh muội, sao ngươi còn không hóa hình? Công tử thích, ngươi xem tròng mắt của ngươi không giống tròng mắt của chúng ta này, công tử thích. Linh Dục Tú thua trận, con tiểu hồ ly này phòng ngự gió thổi không lọt, kín kẽ không một lỗ hồng, hơn nữa vừa đập vừa cao, như là thần thông kính hoa duyên không bích của đại lôi ông tự, có thể đàn hồi đòn đánh của người khác trở lại, hồ ly tinh học của ai thế nhỉ? Linh dục tú không đấu lại được nó thì có chút cam giận, hồ linh nhi dương dương tự đắc, lúc ở thính vũ các, nàng đã từng nhờ các cô gái trong đó dạy bảo cho bản lĩnh về phương diện này, đột nhiên linh dục tú dở khóc dở cười, chính mình vậy mà tranh giành tình nhân với một con cáo nhỏ, thực sự là hạ thấp uy phong của hoàng gia, chính mình muốn ngực có ngực, muốn vóc dáng có vóc dáng tuy nói con mắt của tần mục hơi mù luôn nói nàng hơi mập nhưng mình lớn lên cũng không xấu trường pháp của tiểu hồ ly có sắc bén hơn nữa thì nàng cũng không có hòa hình mình đã chắc chắn thắng hoàn toàn không cần thiết tranh giành tình nhân cùng con hồ ly tinh này bọn họ còn chưa đi tới biên quan thì bá sơn tế tử đã đuổi kịp nhìn thấy đồ tể đã rời đi vị tráng hán này không khỏi hồn bay phách lạc gào khóc vừa khóc vừa chửi với thiên đao tần mục an ủi chốc lát nói cũng không phải là ông ấy không nghĩ tới ngươi mà là trên ngươi nói nhiều lúc nào cũng là nhài ông ấy vì thế mới đi trước kỳ thực đồ ra ra rất quan tâm ngươi nghe ngươi gặp phải nguy hiểm liền là người đầu tiên xông tới đừng khóc đừng khóc đến biên quan rồi võ khả hãn sao có thể để người ta nhìn thấy dáng vẻ khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum tà la bà sơn tế Tửu lau nước mắt kể khổ với hắn bắt đầu nói từ lúc bản thân còn bé đi theo thiên đao nói cả chuyện mình đái dầm bị thiên đao đánh đòn phạt đứng từng tí từng tí chuyện luyện công giúp thiên đao giặt quần áo lót thiên đao mang hắn đến thôn sát bên trộm vịt nấu canh chuyện gì cũng đều nói ra tần mục nhìn về phía linh dục tú như cầu cứu linh dục tú tỏ ý thương mà không giúp được gì thái học viện thiếu niên tổ sư lặng lẽ thu xếp hành lý buộc thành một cái bao nho nhỏ ném giải lụa đỏ xuống đất treo quan ấn lên cửa thái học điện sau đó quay đầu lại nhìn thái học viện một chút nở nụ cười chớp pháp trưởng lão bước nhanh tới phía sau cõng theo một cái giỏ trúc không lớn bên trong có một cái dù và mấy thứ linh tinh như sách vở cuốn trục đi thôi không nên quấy dày những người khác thiếu niên tổ sư cười nói hai người đi về phía chân núi, không quấy rầy bất cứ người nào, đến sơn môn dưới núi, con long kỳ lân kia liền vội vàng đứng dậy, vẫy vẫy đuôi, ta sắp chết, không thể mang người theo, thiếu niên sờ sờ đầu con long kỳ lân này, lắc đầu nói, ngươi đi theo ta, đơn giản chỉ có thể nhìn ta chết già. tiểu đạo hữu à, ngươi tự do, răng rắc, xiềng xích trên cổ long kỳ lân mở ra, con long kỳ lân này mờ mịt, lắc lắc cái đầu to, nói, lão ra, ta không đi theo ngươi, còn có thể đi nơi nào người được tự do, đi nơi nào không được. Thiếu niên tổ sư phất phất tay, nhìn thái học viện một tay mình sáng lập, trong ánh mắt có chút không nỡ, bỗng nhiên xoay người đi, ở nơi đây cả đời, hôm nay lại rời đi. Ta không muốn chính mình chết già bên trong thái học viện, một già một trẻ đi ra khỏi kinh thành, đến ngoài thành, thiếu niên tổ sư bảo chấp pháp trưởng lão dừng lại, chính mình thì lại tiến về phía người đối diện, đạo hữu, quốc sư chào, nói, đạo hữu cứ thế rời đi sao, không định cáo từ hoàng đế sao, thiếu niên tổ sư cười nói, ta nhậm chức cũng một thân ung dung, không vì hoàng đế mà đến, cần gì phải vì hoàng đế mà đi, ngươi mời ta đến, bây giờ ngươi lại tiễn ta rời đi, ta rất vui vẻ. Quốc sư Duyên Khang cảm khái nói, đạo hữu đã có thể thẳng thắn đối mặt sinh tử, tâm tình đến độ cao của người ta còn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm, ta tiễn ngươi đi thôi, hai người sánh vai đi về phía trước, cho pháp trưởng lão theo ở phía sau cách đó không xa, quốc sư Duyên Khang nói, biết ngươi phải đi, trong lòng ta đột nhiên liền trống rỗng, thế gian này không ai hiểu ta bằng ngươi không có ngươi người có thể nói chuyện lại thiếu đi một rồi bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim thiếu niên tổ sư nói chí hướng của ngươi rộng lớn tiền đồ biết bao thăng trầm biết bao nhấp nhô ta đã không còn gì có thể dạy ngươi phải dựa vào chính mình rồi quốc sư duyên khang dừng bước năm đó ta muốn bái ngươi làm thầy vì sao ngươi không nhận ta thiếu niên tổ sư thản nhiên nói ta ý thức được ngươi tốt hơn ta thành tựu tương lai cao hơn ta ta thẹn làm thầy ngươi vì lẽ đó không thể nhận ngươi làm đồ đệ chuyện ngươi muốn làm là chuyện mà trước đó ta chưa từng nghĩ tới cũng là chuyện mà suốt đời ta đều không làm được ta cũng học được từ ngươi rất nhiều vì lẽ đó không thể làm thầy của ngươi quốc sư duyên khang cất bước đuổi theo ông nói gần đây ta vẫn còn có chút mê man có chút khốn đốn ngươi nói đường chúng ta đi là chính đạo sao ở trong mắt cái gọi là chính đạo đường chúng ta đi không phải là chính đạo thiếu niên tổ sư dừng bước nhìn vào mắt hắn chúng ta tạo nên tiểu học đại học thái học cải cách môn phái tập hợp sở học của rất nhiều môn phái truyền dạy sĩ tử để lấy dân ngang ngửa cùng đệ tử môn phái dưới cái nhìn của bọn họ đây là phản kinh rời đạo tội không thể tha thế nhưng ở trong lòng chúng ta đây chính là chính đạo người không cần quan tâm người khác nói thế nào đúng chính là đúng bọn trộm cắp sẽ không vì chó sủa inh ỏi mà trở nên nghi ngờ thân thể quốc sư duyên khang hơi chấn động chuyện ngươi cần làm quá lớn khắp con đường phía trước là bụi gai tuổi thọ của ta đã hết không thể giúp ngươi được nữa ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình thiếu niên tổ sư mỉm cười nói trở về đi quốc sư duyên khang lạy dài xuống đất cảm ơn đạo hữu nâng đỡ nửa đời này thiếu niên tổ sư đáp lễ đã đi cùng đường tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau quốc sư duyên khang xoay người rời đi quần áo phần phật biến mất trong biển người mênh mông ở kinh thành thiếu niên tổ sư đứng dậy gọi chấp pháp trưởng lão đi thôi thiếu giáo chủ nên đăng cơ rồi biên quan tái ngoại sắc mặt bá sơn tế tử âm trầm mang theo tần mục linh dục tú đi vào biên trại của man tộc trong lòng rất là khó chịu thủ lĩnh man tộc kia thấy bọn họ trở về sắc mặt hơi thay đổi, tiến lên phía trước nói, võ khả hãn, thánh địa có lệnh, nếu gặp được ngươi thì không được để ngươi xuất quan. Ánh mắt bá sơn tế tử uy nghiêm đáng sợ, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết hả, thủ lĩnh man tộc kia dùng mình một cái, nhìn bốn phía, bá sơn tế tử nhìn lướt qua những võ tướng xung quanh, lạnh lùng nói, các ngươi đều muốn chết hả, thủ lĩnh man tộc kia nhắm mắt nói, mở cổng, cổng đóng mở ra, bá sơn tế tử cưỡi bỏ đi khỏi, tần mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổng thành có một thiếu niên man tộc đang luyện quyền luyện đến uy thế hừng hực không khỏi khẽ ồ lên một tiếng thiếu niên man tộc kia thấy có người nhìn lén vội vã thu thế nhìn xuống phía dưới thiếu niên này rất mạnh cơ sở cực kỳ vững chắc tần mục khen ánh mắt thiếu niên kia nhìn tới tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía cao giọng nói võ khả hãn ta tên ban công thố là con trai út của vương thảo nguyên tương lai ta nhất định có thể đánh bại võ khả hãn trở thành bá chủ trên thảo nguyên bá sơn tế tử quay đầu lại đánh giá thiếu niên man tộc kia một chút khen ngợi nói có trí khí luyện tiếp đi là một hạ sống căn cơ không tệ người đánh một bộ quyền nữa để ta xem một chút ban công thố lại đánh một bộ quyền pháp bá sơn tế tử nói với tần mục quyền pháp của người này thẳng thắn thoải mái sức lực mạnh mẽ hơn những người khác rất nhiều tư chất thân thể rất đặc thù tương lai tất thành người tài giỏi tần mục gật đầu cùng một chiêu pháp cùng một tu vi có ít người ra quyền mạnh hơn những người khác đây chính là thiên tư thiên phú người khác ước ao cũng không được, hiếm thấy, chỉ cần hắn không chết liền sẽ trở thành nhân vật vang dội trên thảo nguyên. Bọn họ đi về hướng khánh môn quan, mà ban công thố được sự khen ngợi của bá sơn đế tử thì tinh thần phấn chấn, càng cần tu khổ luyện, cũng không lâu lắm. Một vệt sáng vàng lướt qua không trung, một vị vu vương bay xuống, khuôn mặt âm trầm, gọi thủ lĩnh, hỏi, ngươi thả võ khả hãn đi. Thủ lĩnh kia nhắm mắt nói, võ khả hãn thần uy vô tận, chúng ta sao dám ngăn cản, nếu chúng ta mạnh mẽ ngăn cản hắn, chỉ sợ tướng sĩ biên quan tử thương nặng nề khó mà tiếp tục ngăn cản đại quân của duyên khang vị vua vương kia hử lạnh một tiếng đang muốn nổi giận đột nhiên nhìn thấy ban công thố luyện quyền trên tường thành trong lòng vừa mừng vừa sợ chỉ về ban công thố nói đó là con cái nhà ai là con út của đại hãn man địch quốc ta vương tử ban công thố vị vua vương kia lộ ra nụ cười lấy tay trổ về phía xa xa ban công thố không tự chủ được bay tới rơi vào trước người hắn tư chất tốt là loại thể chất đặc thù mà vua tôn muốn tìm kia vị vu vương kia đánh giá từ trên xuống dưới lộ ra vẻ khen ngợi nói vu tôn lệnh ta tìm thánh đồng chuyện thế cuối cùng ta cũng tìm được rồi ban công thố theo ta đi thôi thủ lĩnh kia kinh hãi đang muốn ăn cản vị vu vương đã hóa thành một vệt sáng vàng mang theo ban công thố bay đi thật xa lúc hắn mang theo ban công thố trở lại lâu lan hoàng kim cung đưa vị vương tử nhỏ tuổi này đến trước mặt vu tôn vu tôn cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ vội vàng mang theo ban công thố đi tới thánh điện khom người nói đại tôn đã tìm được thánh đồng truyền thế cùng một thể chất như đại tôn tài năng ngút trời mấy trăm năm khó gặp một lần trên thảo nguyên đại tôn có thể truyền thế bên trong điện thờ kia truyền đến một tiếng tiếng cười thê lương đột nhiên một quái nhân vừa khô vừa gầy bay ra đầu dưới chân trên đỉnh đầu đụng đỉnh đầu dính vào ban công thố trong đầu ban công thố truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa sau đó hồn phi phách tán tinh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể quái nhân kia không ngừng tràn vào cơ thể ban công thố cùng lúc đó hồn phách của vị đại tôn kia cũng đang dịch chuyển, gieo vào trong cơ thể ban công thố, nói, đồ nhi, khi ta chuyển thế thì chết không ra chết, sống không ra sống, nghịch thiên cảnh mảnh, bởi vậy sẽ có âm sai đến câu hồn phách ta, người bố trí trận pháp cho tốt, ngăn cản âm sai, vu tôn lập tức tiến lên, sắp xếp từng cái từng cái điện thờ, đạt vòng quanh ban công thố, xương vàng bên trong điện thờ kia chính là xương cốt của đại tôn 17 đời trước để lại, được luyện thành pháp khí, đột nhiên, không gian chấn động, âm phong từ bên trong một thời không khác thổi tới lập tức đèn đuốc bên trong thánh điện này trở nên tối tăm một chiếc thuyền nhỏ từ trong một thời không xa xôi khác bay tới đó là một thế giới bóng tối tia sáng duy nhất phảng phất chính là ngọn đèn treo trên đầu chiếc thuyền nhỏ kia ngọn đèn u ám leo lét bên dưới có một ông lão ngồi yên không nhúc nhích đang làm thuyền giấy người giấy thuyền nhỏ đông đưa bay vào bên trong thánh điện này vu tôn vô cùng căng thẳng vội vàng thúc giục tất cả pháp lực tràn vào bên trong điện thờ bên trong điện thờ 17 khô lâu vàng óng kia phảng phất như giống lại, chắn ngang lối vào giữa một thế giới khác và thế giới hiện tại. Cả người ông lão ngồi yên trên thuyền chìm trong bóng tối vô biên, từ góc độ này của hắn nhìn lại thì ngoại trừ ánh sáng từ ngọn đèn giữa đất trời chính là lối vào của một thế giới khác, mà lối vào của thế giới kia lại đang bị 17 khô lâu ngăn cản. Hắn giơ tay lên, từng người giấy ngựa giấy phảng phất như sống lại, người giấy cưỡi trên ngựa giấy, ngựa giấy khoan khoái lao nhanh, hướng đến lối vào bị khô lâu vàng óng ngăn cản kia mà trên lưng ngựa thì người giấy lại múa may đao giấy kiếm giấy há mồm tựa như đang hò hét nhưng lại không hề có một tiếng động nào đang đằng sát khí 17 bộ xương vàng cùng chuyển động đánh loạn xạ thành một đoàn với những người giấy ngựa giấy kia 17 bộ khô lâu vàng óng này hợp thành một trận pháp uy lực vô cùng lớn có khả năng phát huy thẳng tới tình trạng của thần linh thế nhưng sức mạnh truyền đến từ một thế giới khác lại vô cùng khủng bố những đao giấy kiếm giấy được những người giấy kia chém xuống đâm ra thì ngay cả những bộ xương vàng 17 đời trước của đại tôn cũng không chống đỡ được một đao liền có thể chém đứt một cái đầu lâu một chiêu kiếm liền có thể đâm thủng xương sọ vu tôn khống chế 17 bộ khô lâu vàng óng gắt gao chống đỡ liều mạng chống lại đòn đánh của người giấy ngựa giấy đại tôn thì lại gia tăng chuyển thế đã thấy thuyền nhỏ bên trong một thế giới khác càng lúc càng gần mà ông lão trên thuyền kia cũng cầm đèn đứng lên trên trán vu tôn bốc lên mồ hôi lạnh chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ kia đã bay tới gần sắp từ một cái thế giới khác đi tới thế giới hiện thực mà ông lão cầm đèn ở đầu thuyền lại thò tay ra tựa hồ muốn sữa khỏi thế giới khác bắt lấy đại tôn chính đang chuyển thế vào bên trong thế giới đó. Đột nhiên, thân thể đại tôn trở nên cứng ngắc, ngã khỏi không trung, không còn hơi thở, mà ban công thố thì lại mở cặp mắt đen lai lái ra. Con mắt của hắn vừa mở ra, liền thấy đường nối hai thế giới bắt đầu đổ nát, từng người giấy ngựa giấy không có lửa mà tự cháy lên, trong khoảnh khắc tan thành cho bụi và cái tay thò ra từ thế giới khác cũng chậm rãi rụt trở về, biến mất không còn tăm hơi. Bên trong thánh điện, đèn đuốc đột nhiên sáng lên tối tăm ngột ngạt lúc nãy đã không cánh mà bay ban công thố thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nói cuối cùng cũng coi như thành công chúc mừng đại tôn vu tôn khom người ban công thố phất phất tay vu tôn khom người lui về phía sau đóng cửa điện lại thở phào một cái nếu không phải đại tôn tuổi già sức yếu sao lại để thiên đao giết đến tận cửa bây giờ đại tôn chuyển thế cuối cùng lại có thể sống đời tiếp theo duyên khang quốc không đáng để lo mà thiên đao cũng không đáng để lo bên trong khánh môn quan Tần Mục ném cho Bá Sơn Tế Tử hai cái bình ngọc, sau đó đi mua một ít linh dược luyện đan. Hắn nối lại thân thể cho đồ tể đã dùng hết rất nhiều long tiên, chỉ còn sót lại năm bình. Bá Sơn Tế Tử liều mạng với cường giả của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thương thế không nhẹ, ngoại trừ ngoại thương, còn cần linh đan để trị liệu nội thương, loại trừ mầm bệnh. Công tử, tổ sư đang tìm công tử. Tần Mục mua xong thuốc thì người giúp việc tiệm thuốc kia nói, kính xin công tử mau chóng rời thành, đi tới Ung Châu. Tần Mục hơi run run, gật gật đầu hắn trở lại khách sạn trong thành luyện cho bá sơn tế tử một lô linh đan chữa thương gọi hồ linh nhi không nói tiếng nào liền ra khỏi thành đi về hướng ung châu linh dục tú đang tắm sau khi tắm xong liền không thấy bóng dáng của tần mục đâu không khỏi ngạc nhiên vội vã đi hỏi bá sơn tế tử bá sơn tế tử cũng không biết tần mục rời đi khi nào suy tư nói công chúa người không cần phải lo lắng hồ ly cũng không còn nói rõ sư đệ không phải bị người bắt đi mà là rời đi cùng hồ ly trong lòng linh dục tú có chút thất lạc lần này tần mục trốn đi vẫn là chưa nói cho nàng biết một tiếng đã lặng yên rời đi cần thân bí như vậy sao có chuyện gì không thể nói bá sơn tế tử ăn linh đan vào đứng lên nói công chúa chúng ta trở về thái học viện tính toán thời gian đại tế ti cũng đã tử quan đại tế ti mới cũng sắp nhậm chức chúng ta trở lại sớm chút đại tế ti vẫn khá là quan tâm đến ta dù thế nào ta cũng phải đưa tiễn linh dục tú vương dạ mà vào lúc này tần mục mang theo hồ linh như một đường tiến lên cách ung châu càng ngày càng gần ven đường chỉ thấy đâu đâu cũng có binh hoang mã loạn lúc nào cũng có môn phái tuyên bố hoàng đế vô đạo dùng nhầm gian thần là quốc sư làm thiên hạ loạn lạc bởi vậy môn phái khởi nghĩa muốn quét sạch siêu cương bằng chính nghe nhìn hắn đi tới lạc đô bên cạnh ung châu lạc đô cũng chiến loạn liên miên dân chúng lầm than quân đội các nơi bình loạn chung quanh nhưng chỉ là biện pháp tạm thời không có bao nhiêu tác dụng quốc sư duyên khang đốt ngọn lửa này quá lớn quan chức các cấp của duyên khang quốc được tạo thành từ rất nhiều cao thủ đến từ các môn các phái bây giờ những môn phái này tạo phản những quan viên đó cũng tạo phản theo căn cơ đế quốc bị lung lay đã rất khó dẹp loạn đến cùng thì quốc sư có thủ đoạn gì để có thể bình định loạn lạc trong thiên hạ đây tần mục buồn bực trong lòng tiếp tục loạn nữa chỉ sợ tông phái toàn thiên hạ đều sẽ phản khi đó cho dù duyên khang quốc có thể dẹp yên phản loạn thì nguyên khí cũng sẽ tổn thất nặng nề đây là chuyện mà quốc sư duyên khang tuyệt đối không muốn thấy nếu nguyên khí của Duyên Khang Quốc bị tổn thất lớn, như vậy hắn dùng cái gì để bình định những quốc gia khác chung quanh Duyên Khang Quốc, dùng cái gì để chiếm lĩnh đại khư, lập lên thành tựu bất thế, khu vực lạc đô, tần mục đơn thuần là khách qua đường, một đường gặp phải hơn 10 thế lực trộm cướp đánh lén, có vài trộm cướp là thần thông giả không an phận, cũng có số ít là quan chức của lạc đô, vào rừng làm giặc cỏ, chiếm núi làm vua, hắn ỉ vào tốc độ nhanh, đánh không lại liền sử dụng thâu thiên cước pháp của người què, dọc theo con đường này ngược lại cũng bình an nếu quốc sư duyên khang có thể dẹp yên lần phản loạn này diệt trừ hoặc hàng phục toàn bộ thế lực đối địch của đế quốc như vậy duyên khang quốc trên dưới một lòng liền vô cùng khủng bố rồi những gì nhìn thấy ven đường khiến tần mục không khỏi thán phục chỉ mỗi lạc đô thôi mà thần thông giả đã đếm không xuể có thể tưởng tượng được thần thông giả cả nước nhiều bao nhiêu hiện tại quốc sư duyên khang không cách nào điều hành những lực lượng này nhưng khi thế lực phản đối bị diệt trừ hoặc bị hàng phục như vậy thực lực tổng hợp của duyên khang quốc không những không có bất kỳ suy yếu ngược lại sẽ tăng lên rất nhiều cuối cùng hắn cũng tới được ung châu khác với lạc đô ung châu trái lại là một dáng vẻ thái bình thịnh thế bách tính an cư lạc nghiệp vui vẻ phồn vinh tần mục ngang qua bờ ruộng nhìn thấy mấy vị võ giả đang sử dụng pháp thuật khống chế gió hóa thành từng thanh từng thanh đao gió gặt lúa giúp nông dân tần mục dừng lại quan sát chỉ thấy mấy võ giả kia chính là tu luyện pháp thuật của thiên ma giáo điều khiển gió sau khi giúp mấy gia đình thu hoạch lúa xong liền tìm bọn họ tính tiền một cô bé trong đó nói hôm nay không nên phơi thóc trạng vạng có mưa mấy gia đình nông dân kia liên tục nói cảm ơn. Mấy võ giả này nhìn thấy tần mục đứng ở bờ ruộng vẫn đang nhìn về bên này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cô gái kia tiến lên, tới cách tần mục không xa thì dừng lại. Chào hỏi, sư huynh, có việc gì không? Tần mục cười ôn hòa nói, các ngươi là người của phong đường à, cô bé kia thất kinh trong lòng, không dám nói tiếp. Tần mục cười nói, lúc nãy ta thấy pháp thuật các ngươi sử dụng là thu phong thiếp địa hành, vì thế mới hỏi câu này, dạy các ngươi chiêu này là đường chủ phong đường phải không? cô bé kia trần chờ một chút nói là đường chủ phong đường lôi chính ẩn tần mục hiếu kỳ nói phong đường cũng không dạy toàn bộ pháp thuật này mấy vị võ giả khác tiến lên một thiếu niên lắc đầu nói lôi đường chủ chỉ là thỉnh thoảng mới truyền thụ cho chúng ta mấy chiêu nhưng thường thường chỉ dạy một lần rồi không dạy nữa chúng ta không có học toàn bộ tần mục vận chuyển nguyên khí hóa thành thanh long nguyên khí cười nói vừa vạn ta còn có thời gian để ta dạy cho các người. các ngươi nhìn hắn ở ngay bên cạnh ruộng lúa khống chế thanh long nguyên khí sử dụng thu phong thiếp địa hành chỉ thấy từng thanh từng thanh đau gió như loan đao như rán trườn giữa ruộng qua lại như con thoi trăm thanh đao gió đều kề sát mặt đất nhằm bắt cá chân của kẻ địch mà tới một chiêu này không chỉ là lưỡi đao ép sát mặt đất mà thôi cũng có thể tương tự như vậy đột nhiên mũi chân tần mục nhẹ nhàng chạm xuống đất nhảy lên tiếp theo mũi chân chạm lên một thanh đao gió đang xoay tròn rất nhanh bị đao gió mang theo sông về phía trước hắn đứng trên đao gió vừa triển khai pháp thuật vừa tiến tới trước tràm thanh đau gió gào thét bao phủ không gian phạm vi sáu bảy trượng gào thét chém về phía trước mặc dù thu phong thiếp địa hành chỉ là một chiêu pháp thuật bình thường thế nhưng uy lực kỳ thực cũng không nhỏ ngược lại chỉ một chiêu này liền có thể biểu lộ ra sự mạnh mẽ của đại dục thiên ma kinh có thể diễn hóa ra các loại đấu pháp không giống nhau tần mục rơi xuống đất tản pháp thuật đi mấy tên thiếu niên thiếu nữ vừa mừng vừa sợ lôi đường chủ không có dạy cho chúng ta loại đấu pháp chân đạp đao gió này bọn họ vội vã xin chỉ dạy tần mục ngồi xuống bờ ruộng cẩn thận giải đáp cho bọn họ, giảng giải ảo rượu vận hành pháp lực của một chiêu này, cạn kẽ cách khống chế pháp lực. Một chiêu này còn có vài loại biến hóa, đao gió cũng không nhất định phải ép sát mặt đất mà đi. Tần mục lần thứ hai triển khai thu vong thiếp địa hành, ngón tay đột nhiên chấn động, từng thanh từng thanh đao gió dựng thẳng, đánh lên trên, nói, kỳ thực thì pháp thuật tương thông cùng kiếm pháp, chiến kỹ. Mặc dù thu vong thiếp địa hành là pháp thuật, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành kiếm thuật hoặc là chiến kỹ. Hắn đột nhiên lấy ra một cái đao hoàn, Nhẹ nhàng chấn động, bên trong đao hoàn, từng thanh từng thanh loan đao bay ra, cũng triển khai thu vong thiếp địa hành, tuy chiều pháp biến hóa không bằng pháp thuật, thế nhưng uy lực lại tăng lên mấy lần, hai tay tần mục bắt lại hai thanh loan đao, đột nhiên ánh đao tăng mạnh, hai tay hán tung bay, đao Quang ép sát mặt đất mà đi, chiều pháp sử dụng tới vậy mà cũng là thu vong thiếp địa hành, uy lực lại mạnh hơn mấy lần khi triển khai bằng đao hoàn, tần mục thu đao, từng thanh từng thanh loan đao bay trở về, lần lượt keng 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 keng, keng tiến vào trong đao hoàn hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy tên thiếu niên thiếu nữ đều nhìn đến ngơ ngẩn tần mục nở nụ cười nói các người xem hiểu không một cô bé lẩm bẩm nói pháp thuật sao có thể hóa thành đao pháp hóa thành chiến kỹ chứ lôi đường chủ cũng không thi triển ra được tần mục dẫn dắt từng bước nói ai quy định nhất định phải xem pháp thuật là pháp thuật để sử dụng chưa chắc không thể xem là đao pháp để sử dụng xem là chiến kỹ để sử dụng cũng là thuận theo tự nhiên lúc các người tu luyện pháp thuật không cần mặc định tuân theo lề thói cũ không cần gò bó vào kinh nghiệm của người khác mấy tên thiếu niên thiếu nữ suy tư tần mục giảng giải lại tinh yếu của một chiêu này mấy lần đến khi bọn họ học xong một chiêu này mới hỏi các người không đến trường sao ta thấy tuổi các ngươi không lớn lắm vì sao không đi học tiểu học một thiếu niên chán nản nói nghèo tiền đâu đến trường chúng ta chỉ có thể kiếm chút tiền vào một thu hoạch thánh giáo dạy chúng ta pháp thuật dạy kiếm pháp dạy chiến kỹ đều là để chúng ta kiếm cơm qua ngày không đến nỗi chết đói thì ra là như vậy tần mục suy tư đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc truyền đến dạy tốt học cũng tốt tần mục vội vàng xoay người lại nhìn thấy người nói chuyện kia thì vội vã chào tổ sư chấp pháp trưởng lão hai người đến khi nào chẳng biết lúc nào thiếu niên tổ sư xuất hiện ở cách đó không xa bên cạnh còn có chấp pháp trưởng lão chấp pháp trưởng lão cười nói đến được một khoảng thời gian rồi chúng ta đi ngang qua nơi đây thấy người đang truyền thụ pháp thuật cho bọn hắn liền đứng một bên lắng nghe không có quấy giày thiếu niên tổ sư khen hiện giờ ta cảm thấy giao đại dục thiên ma kinh cho ngươi là quyết định cực kỳ chính xác người khác tu luyện đại dục thiên ma kinh học được cũng đã xem như là không tầm thường một môn pháp thuật bọn họ nhiều nhất chỉ có thể khai phá ra một hai cách dùng mà ngươi lại có thể nghĩ ra nhiều cách dùng như vậy tốt rất tốt tần mục buồn bực nói lẽ nào pháp thuật không nên dùng như thế sao thiếu niên tổ sư cười nói nên chỉ là vài vị giáo chủ lúc trước quá ngu không nghĩ tới cách dùng như thế này mà thôi chúng ta đi thôi tần mục nghe lời mang theo hồ linh nhi đuổi theo ông đi về hướng thành ung châu ui cha quên hỏi hắn là ai rồi một cô bé cả kinh kêu lên mấy tên thiếu niên thiếu nữ ngơ ngác nhìn mấy người tần mục đi xa một thiếu niên lẩm bẩm nói vừa nãy hắn gọi một người thiếu niên khác là tổ sư gọi ông lão kia là chấp pháp trưởng lão như vậy hắn sẽ là ai chứ kiến thức của hắn còn cao hơn lôi đường chủ nhất định là nhân vật lớn trong thánh giáo chúng ta trên đường tần mục lại nhìn thấy có đệ tử thiên ma giáo đang dùng pháp thuật đào kênh có dùng pháp thuật cày đất có dùng pháp thuật bay lên cây hái quả tuy nhiên phần lớn pháp thuật của những đệ tử này không tinh đa số đều chưa từng được học đầy đủ lần này tần mục cũng không dừng lại truyền thụ pháp thuật hoàn chỉnh cho những đệ tử thiên ma giáo này đệ tử của thiên ma giáo quá nhiều trải khắp thiên hạ một mình hắn dạy căn bản không thể dạy hết không biết phải dạy đến năm nào tháng nào bên trong ung châu đệ tử thánh giáo ta tương đối nhiều thiếu niên tổ sư mỉm cười nói ngươi xem tình hình này có ý nghĩ gì không tổ sư giúp quốc sư duyên khang xây dựng thái học đại học và tiểu học mà đệ tử thánh giáo ta lại không có chỗ đi học tổ sư nghĩ tới thiên hạ nhưng lại quên thánh giáo tần mục lắc lắc đầu nói tổ sư nên xây dựng tiểu học đại học và thái học bên trong giáo ta mới có thể làm cho đệ tử giáo ta không lạc hậu với thời đại thiếu niên tổ sư cười nói đây là việc của thánh giáo chủ không phải việc của tổ sư thiếu giáo chủ sau này đây chính là trách nhiệm của ngươi tần mục ngơ ngác nói 40 năm trước sao lệ giáo chủ không làm lệ giáo chủ mê muội nữ sắc bị giáo chủ phu nhân mê hoặc trong mắt làm gì còn có người trong thiên hạ tần mục líu lưỡi chuyện này lại có dính líu quan hệ cùng tư bà bà năm đó nhất định là giáo chủ lệ thiên hành bị tư bà bà mê hoặc đến thần hồn điên đảo bỏ qua việc cải cách cả thế gian đều chú ý này so sánh xuống đạo môn và đại lôi âm tự cũng không dễ thuận theo cải cách của quốc sư duyên khang mặc dù bọn họ là thánh địa chính đạo và phật đạo thế nhưng đều là đi con đường sư phụ mang đệ tử một sư phụ chỉ dạy mấy vị đệ tử mà thiên ma giáo không giống thiên ma giáo chính là đi con đường đường chủ quản lý mặc dù đường chủ là cường giả nhưng cũng không chịu trách nhiệm mang đệ tử, chỉ là tình cờ truyền thụ cho giáo chúng công pháp thần thông. Thiên ma giáo hoàn toàn có thể thiết lập trong giáo mấy trường tiểu học, đại học, thậm chí là thái học. Thái học có thể đưa đến thái học viện để học, tần mục tính toán nói, từ trong giáo ta tuyển ra đệ tử tài năng xuất chúng, sau đó đi tham gia kiểm tra thái học viện, để thái học viện bồi dưỡng đệ tử giúp giáo ta. Bằng cách này, thiên thánh giáo muốn không thịnh vượng cũng khó, thiếu niên tổ sư lướt hắn một cái, than thở, hận ngươi không thể sinh sớm 40 năm ông mang theo tần mục đi vào trong thành dân chúng trong thành lui tới như diệt cười tần mục không khỏi buồn bực lẽ nào tổng đàn của thiên thánh giáo liền xây tại trong thành không khỏi cũng quá lôi kéo người ta chú ý chứ thiếu niên tổ sư mang theo hắn đi đến phủ thành chủ đến nơi đó cũng không thông báo mà tiến thẳng vào trong phủ bên trong phủ đã tụ tập không ít cao tầng của thiên ma giáo có mấy vị đường chủ trưởng lão hộ giáo đốc trà sứ hộ pháp sứ thiên vương trấn giáo mọi người nhìn thấy thiếu niên tổ sư và tần mục thì dồn dập đứng dậy chào tần mục đáp lễ thiếu niên tổ sư nhẹ nhàng gật đầu nói người đến đông đủ chưa một vị trưởng lão hộ giáo nói còn có giáo chủ phu nhân và thánh nữ chưa tới càn thiên vương trong thiên vương trấn giáo đến nay chưa về thiếu niên tổ sư gật đầu nói đã như vậy thì chờ một chút qua không lâu một âm thanh vui tươi tràn ngập mê hoặc truyền đến mục nhi và tổ sư đã tới chưa tần mục nghe được cái âm thanh này chỉ cảm thấy một khoang máu xông vào trong đầu mấy đường chủ trưởng lão khác cũng dồn dập đỏ mặt rất là chờ mong phảng phất nghe được âm thanh này liền nhìn thấy tình nhân hoàn mỹ trong mộng thiếu niên tổ sư cũng có chút dối trí hơi thay đổi sắc mặt quát lên từ ấu u nghiêm trang một chút ngoài cười truyền đến âm thanh của tư bà bà nói thật là chán thiếu niên tổ sư bay ra cửa phóng ra ngoài âm thanh truyền đến ai bảo ngươi hiện ra bộ mặt thật hả ngươi hiện ra hình dáng sẽ khiến lần đại điển đăng cơ này lộn xộn hỗn loạn đương nhiên là làm cho xấu xí lại đó là đứa bé ngươi nuôi lớn phải trở thành giáo chủ ngươi cũng muốn cho hắn mê mẩn ngươi Thế mới đúng chứ, và đi thôi." Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong phủ thành chủ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, mấy vị trưởng lão tóc trắng xóa và thiên vương chấn giáo đều lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy lại bình tĩnh. Ngoài cửa, thiếu niên tổ sư và tư bà bà đi vào, bà lão nhỏ nhắn này còn có chút không hài lòng lắm, liếc nhìn chung quanh, khi thấy Tần Mục thì nở nụ cười. "Bà bà." Tần Mục vội vã đi lên phía trước, kéo tay tư bà bà, thấp giọng cười nói, "Bà bà, ta biết bà ở trong thái học viện, tính tình bà liền không đổi." tư bà bà buồn bực nói ta không có đi thái học viện ta chỉ quan sát người từ rất xa lại nói bên trong thái học viện có tổ sư ta căn bản không lo lắng an nguy của người tần mục cười nói bà bà còn giả bộ bà đã bị ta nhìn thấu bà chính là bên trong thái học viện tư từ... thánh nữ đến đột nhiên một âm thanh to rõ vang lên tần mục đang muốn nói ra tên của tư vân hương đột nhiên nhìn thấy tư vân hương từ ngoài cửa đi vào bên tai chuyển đến âm thanh của tư bà bà thánh nữ và giáo chủ còn là bạn học đấy thi vào thái học viện cùng một lúc tần mục kinh ngạc nhìn tư vân hương một chút lại nhìn tư bà bà bên cạnh một chút đầu óc có chút mộng mị hắn vẫn nghĩ tư bà bà chính là tư vân hương mà hiện tại lại khăng khăng có một tư vân hương chạy ra hơn nữa chính là thánh nữ đời này của thiên ma giáo lúc này hắn cảm thấy trong đầu rất loạn vị thánh nữ đời này cũng họ tư hắn có ấn tượng ban đầu ăn sâu vào trong óc vì lẽ đó vẫn thăm dò nàng có phải tư bà bà hay không còn cố ý đùa giỡn thánh nữ mấy lần nhìn nàng có thẹn thùng hay không Mãi đến tận lần trước Tư Vân Hương tham dò hắn, hắn mới xác định Tư Vân Hương chính là Tư Bà Bà, mà bây giờ, thánh nữ đời này an toàn hơn thánh nữ đời trước nhiều, thánh nữ đời trước chính là yêu nghiệt. Một vị trưởng lão tóc trắng xóa thở dài nói, tuy nói đều là tư gia, nhưng thánh nữ này liền không gây họa cho thánh giáo chúng ta. Tư bà bà trợn mắt nhìn, vị trưởng lão kia quay đầu qua chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy. Tư vân hương tiến lên, tới bên cạnh tần mục, vẫn có mấy phần ngượng ngùng như cũ, chân thành thi lễ, thiếu giáo chủ, thánh nữ tư vân hương gặp thiếu giáo chủ bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim tần mục vội vã đáp lễ nói sư muội khách khí thánh nữ này tự nhiên hào phóng thật một ông lão vạn phần cảm khái nói nào giống đời trước làm vợ vậy mà giết thánh giáo chủ tư bà bà giận dữ quát lên lão nương vẫn còn ở đây lão già thối thang ngươi muốn gì ông lão kia vội vã câm miệng không dám tranh chấp cùng nàng thánh nữ tư vân hương cũng không phải là kẻ tầm thường ánh mắt tần mục lấp lóe nhìn cô gái trông như nhu nhược e thẹn bên cạnh một chút, thầm nghĩ, tâm tư của nàng rất sâu, người đánh bại Phật tử hẳn là nàng, sau đó tới khoe khoang với ta, thăm dò sâu cạn của ta, nàng đã sớm biết ta là thiếu giáo chủ, nhưng còn khoe khoang thăm dò trước mặt ta là vì cái gì, tư bà bà cười nói, Vân Hương là người của tư gia ta, được đích thân tổ sư dạy mấy năm rồi, trước khi tìm được nàng thì tổ sư cũng đã tìm được ngươi, đến khi gặp nàng, còn cảm khái nói nếu gặp nàng sớm chút, liền sẽ không chọn ngươi. Tần mục nhìn về phía tư vân hương, đúng lúc tư vân hương cũng đang nhìn về phía hắn ánh mắt hai người gặp nhau tần mục từ trong con người nhìn như ôn nhu của nàng thấy được vẻ không phục tần mục khẽ mỉm cười tư vân hương hẳn là được thiếu niên tổ sư dựa theo quy tắc giáo chủ bồi dưỡng ra sau đó để cho nàng và tần mục tham gia tổng kiểm tra thái học viện trong cùng một năm hẳn là cũng có ý tứ so sánh hai người tần mục vẫn không biết giữa mình và cô gái này lại vẫn còn có một cuộc so tài tiếc rằng trong kiểm tra tần mục quá kinh diễm đánh lăng vân đạo nhân thẳng một đường tới trước mặt hoàng đế bất kể tư vân hương làm như thế nào đều cũng thấp hơn hắn không thể đặc sắc hơn hành động của hắn mà kiểm tra sau đó của tổ sư thử thách năng lực làm giáo chủ của tần mục thế nào sau khi kiểm tra thì trong lòng thiếu niên tổ sư đã có quyết định ứng cử viên trong lòng ông cũng không còn là tư vân hương so với nàng tần mục thích hợp làm thánh giáo chủ hơn thế nhưng chắc là tư vân hương cũng không tâm phục vì lẽ đó sau khi chiến thắng phật tử phật tâm liền khoe khoang tham dò tần mục thiếu niên tổ sư nhìn chung quanh một vòng nói hàn thiên vương còn chưa tới còn chưa tới thiếu niên tổ sư cao mày tính khí của hàn thiên vương luôn luôn là gió gấp lửa cháy bất luận gặp phải chuyện gì đều luôn luôn là người đầu tiên xông lên phía trước bây giờ ông còn chưa tới nói rõ ông đã không tới được nữa chuyện gì còn có thể lớn hơn việc giáo chủ đăng cơ nguyên nhân hàn thiên vương không tới tham gia đại điển giáo chủ đăng cơ chỉ có một khả năng thiếu giáo chủ sau này ngươi phải đối xử tử tế với con cháu của hàn thiên vương thiếu niên tổ sư nói nhỏ tần mục hơi chấn động trong lòng còn đang muốn hỏi thì thiếu niên tổ sư đã trầm giọng nói, 360 đường, dương cờ, về thánh lâm sơn, véo, từng lá cờ lớn dương ra, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ, cờ lớn dương ra, thu lại, phủ thành chủ thành ung châu biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng, nơi vốn là phủ thành chủ giờ phút này chỉ còn lại một vùng đất trống. Đến khi cờ lớn bao phủ đỉnh đầu bọn họ biến mất không còn tăm hơi, tần mục nhìn xung quanh, giật mình trong lòng, chỉ thấy bọn họ đã rời khỏi thành ung châu huyên náo đi tới một nơi không giống như là trần gian nơi này bầu trời trên đầu hình tròn mà đất hình vuông là một dãy núi cao vút ở một nơi hư vô lúc ẩn lúc hiện trên không chạm trời dưới không chạm đất núi non xanh biếc thế nhưng ngẩng đầu không thấy mặt trời cúi đầu không thấy mặt đất ngọn núi này dường như không ở trong nhân thế nơi này chính là thánh lâm sơn sao tần mục nhìn chung quanh chỉ thấy núi non trùng điệp có cung điện ẩn hiện sâu trong núi rừng hẳn là cung điện thánh giáo xây dựng Tuy nhiên thiếu niên tổ sư lại không mang theo bọn họ đi tới cung điện kia, mà là tới dưới một cây tùng bách. Cây tùng bách kia xanh um tươi tốt, đã tồn tại ở thế gian không biết bao nhiêu năm. Dưới tùng bách là một ngôi nhà cỏ, nhà cỏ rất là sạch sẽ, cũng không hề theo năm tháng trôi qua mà lộ ra dấu vết mục nát. Dưới tùng bách còn có một tảng đá lớn, thiếu niên tổ sư đi tới phía dưới tùng bách, đường chủ 360 đường, 12 trưởng lão hộ giáo, 8 vị đốc cha sứ, 3 vị thiên vương chấn giáo, tả hữu hộ pháp sứ, từng người ngồi nối theo sau thiếu niên tổ sư ra hiệu tần mục tiến lên, nói, ngọn núi này vốn là ở nhân gian. Năm đó lão tổ của thiên thánh giáo ta đi tới nơi này, thấy một tiểu phu đốn củi, chính là đốn cây tùng bách này. Tiểu phu vung búa chặt tùng bách, có thứ tự quy tắc, tự hồ ẩn chứa ý nghĩa vô cùng kỳ diệu trong đó, mà tùng bách trúng một búa, lại liền mọc ra một khối, khôi phục như lúc ban đầu. Lão tổ biết gặp được thánh nhân, liền xin tiểu phu kia chỉ dạy. Tiểu phu truyền đạo cho ông ấy ngay dưới cây tùng bách này, một lần giảng đạo chính là mấy chục năm lão tổ đạt được cảm ngộ vô tận, thế nhưng còn không vừa lòng, liền hỏi tiểu phu, làm sao thành thánh nhân, tần mục tỉ mỉ lắng nghe, thiếu niên tổ sư dừng một chút, rồi nói tiếp, tiểu phu nói, nếu muốn thành thánh, cần lập đức, lập công, lập ngôn, ba lập ba bất hủ, lão tổ lại hỏi, làm sao làm được ba bất hủ, tiểu phu nói, biết lý lẽ, biết trí thức, biết giáo dục, ba biết thầy vạn người, ngay sau đó, lão tổ hoàn toàn thông suốt, thiếu niên tổ sư ngẩng đầu, nhìn tùng bách đã trải qua năm tháng tang thương này lão tổ biết nếu muốn trở thành thánh nhân trước tiên cần phải làm ba biết thầy vạn người sau đó ông liền sắp xếp lại lời dạy bảo của thánh nhân thu xếp lời dạy của thánh nhân thành từng phần biên soạn thành sách cũng chính là đại dục thiên ma kinh mà ngoại giới nói tới lão tổ viết ra đại dục thiên ma kinh làm được biết lý lẽ sau đó ông du lịch thế gian trải qua mấy trăm năm truyền đạo lý thánh nhân dạy lại cho những cái khác người đạo lý thánh nhân truyền lại sau khi được ông truyền cho người khác liền đã biến thành đạo lý của ông miệng đối phương nói vào tai anh miệng anh nói vào tai hắn đó chính là tri thức lão tổ làm được biết tri thức còn như biết giáo dục thì lão tổ lập nên giáo phái để tưởng nhớ tiểu phu đốn củi chỉ điểm bến mê liền gọi là thiên thánh giáo xây dựng giáo lý đạo của thánh nhân không khác nào bách tính hàng ngày hễ là khác cái này đều là dị đoan thẳng thắn làm việc thuận theo tự nhiên thì đó là đạo đây chính là nguồn gốc giáo lý giáo ta phía dưới tuy rằng đường chủ các đường hộ pháp, trưởng lão đều là cao tầng của thiên ma giáo, nhưng phần lớn mọi người đều là lần đầu trải qua giáo chủ đăng cơ, mặc dù là trưởng lão hộ giáo, thiên vương trấn giáo, cũng không phải đều biết rõ đoạn lịch sử này. Bọn họ vốn cho là giáo chủ đăng cơ cần tổ chức nghi thức kinh thiên động địa gì, nhưng không ngờ thiếu niên tổ sư lại nói về lịch sử thành lập giáo phái. Chuyện xưa liên quan tới vị lão tổ truyền kỳ này, thỉnh thoảng bọn họ cũng từng thấy một ít ghi chép bên trong điển tịch của giáo, chỉ là nhìn lướt qua, không có cạn kẽ rung động lòng người như thiếu niên tổ sư nói biết giáo dục ý nghĩa của giáo dục trong đó là truyền thụ dạy dỗ lão tổ lập nên giáo phái chính là muốn truyền đạo lý thánh nhân dạy bảo cho người trong thiên hạ ông đã làm được ba biết thầy vạn người là biết lý lẽ biết tri thức biết giáo dục làm được lập đức lập ngôn thế nhưng không thể lập công nên không thể thành thánh thiếu niên tổ sư nói lúc tuổi già ông trái lo phải nghĩ không biết công ở nơi nào dù rằng lão tổ chưa từng thành thánh nhưng đã vì thánh nhân lập ngôn tự mình mở giáo phái Đức hạnh viên mãn, bà biết hai lập hai bất hủ, đã vượt qua hạng người tầm thường vô số lần. Tần mục, người có đồng ý kế thừa đức vào ngôn, lý lẽ và trí thức của lão tổ không? Tần mục khom người, hai tay ôm quyền đưa về phía trước, đệ tử đồng ý. Thiếu niên tổ sư nở nụ cười, nói, như vậy, thanh giáo chính là ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tần mục trầm giọng nói, đệ tử chịu trách nhiệm. Thiếu niên tổ sư khẽ mỉm cười, nói, ngươi ngồi lên trên tảng đá. Tần mục đi lên phía trước, ngồi trên tảng đá dưới tùng bách đó thiếu niên tổ sư nhìn xuống phía dưới trầm giọng nói tảng đá này chính là đá thánh nhân chỗ ngồi của thánh nhân vị tiểu phu chỉ điểm lão tổ năm đó chính là thánh nhân từ trên trời xuống không có quan hệ máu mủ gì với lão tổ không có quan hệ lợi ích chỉ đơn giản là lão tổ cầu đạo ông ta liền làm thầy truyền thụ kỹ nghiệp cho lão tổ ngồi trên tảng đá thánh nhân này là giáo chủ và cũng là thánh sư của giáo ta ánh mắt ông đảo qua người từng vị đường chủ trưởng lão hộ giáo đốc cha sứ thiên vương và hộ pháp sứ trầm giọng nói các ngươi giữ lệ đệ tử gặp thánh sư thôi đường chủ 360 đường 12 trường lão hộ giáo 8 vị đốc tra sứ ba vị thiên vương trấn giáo tả hữu hộ pháp sứ dồn dập giữ lễ đệ tử thánh nữ tư vân hương trần chờ một chút cũng chỉ đành giữ lễ đệ tử đệ tử tham kiến thánh giáo chủ mọi người đồng thanh vang vọng thánh lâm sơn thiếu niên tổ sư nhìn về phía tư bà bà trầm giọng nói lệ thiên hành giáo chủ mới đã đăng cơ ngươi còn không hiện thân còn không truyền lại công pháp của giáo ta ngươi muốn mang thánh công của giáo ta vào trong quan tài hoàn toàn chôn xuống sao thân thể tư bà bà hơi chấn động một tiếng nói già nua trong miệng truyền đến đệ tử tuần pháp chỉ của lão sư nàng rõ ràng là con gái giờ phút này nói chuyện lại như là một ông già âm thanh cực kỳ thô kịch hơn nữa có chứa một loại uy nghiêm cực kỳ bá đạo chỉ là không dám làm cản trước mặt thiếu niên tổ sư tư bà bà đi tới trước mặt tần mục tần mục đang muốn đứng lên bàn tay của tư bà bà đã đặt lên chán hắn Mi tâm của Tư bà bà có từng sợi từng sợi sáng vàng qua lại, cùng lúc đó bên trong ánh sáng vàng có các loại thanh âm vang lên chui vào mi tâm tần mục, tiến vào trong óc, lệ giáo chủ, phía dưới có người thấp giọng nói, giờ phút này, chiếm cứ thân thể Tư bà bà, chính là giáo chủ lệ thiên hành đời trước, tuy rằng hắn bị Tư bà bà ám hại, thế nhưng cũng ra chính mình vào trong đạo tâm của Tư bà bà, biến thành tâm ma của Tư bà bà chờ đợi thời cơ thay vào đó, trở thành cô gái chính mình yêu nhất kia. Trong đầu tần mục, các loại âm thanh hỗn loạn phức tạp như là có thần ngoài chín tầng trời đang giảng pháp, có ma đang xỉ xào bàn tán bên tai, có Phật đang tụng kinh trong lòng, lạ lùng không thể tả, âm thanh của thánh nhân, trong lòng hắn hơi chấn động, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, âm thanh này là âm thanh của tiểu phu đốn củi kia, lệ giáo chủ truyền cho hắn là kinh văn mà tiểu phu truyền dạy cho lão tổ, kinh thành, phủ quốc sư, quản gia vội vàng đến báo, nói, quốc sư, thành ung châu xảy ra dị động, cao tầng thiên ma giáo tập hợp ở thành ung châu, vô số đầu sò, đột nhiên phủ thành chủ thành ung châu biến mất không còn tam hơi không thấy bóng dáng chỉ còn lại một vùng đất trống quốc sư duyên khang đang xem xét các loại tấu trương mà hoàng đế sai người đưa tới cũng không ngẩng đầu lên nói biết rồi quản gia trần trờ nói quốc sư đây là thiên ma giáo môn phái lớn nhất ma đạo tại thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện này không thể không đề phòng quốc sư duyên khang ngẩng đầu nói vân dương ngươi biết tổ sư thiên ma giáo là ai không quản gia vân dương lắc đầu sắc mặt quốc sư duyên khang bình tĩnh nói nếu người biết ông ấy là ai liền sẽ không hoang mang như thế ông ấy vốn là đại tế ti của thái học viện ta quản gia vân dương giật mình trong lòng thất thanh nói chính là ông ấy quốc sư tổ sư thiên ma giáo vậy mà làm đại tế ti thái học viên nhiều năm như vậy đây là muốn mưu phản đấy nhiều năm như vậy ông ấy dạy ra bao nhiêu quan chức bao nhiêu tướng lĩnh thế lực của ông ta chỉ sợ kéo dài tới bên trong triều đình trong quân đội rồi quốc sư việc này không thể không suy xét kỹ trong quân đội ta chỉ sợ đều là người của ông ấy quốc sư duyên khang yên lặng lắc đầu nói người nghĩ quá nhiều rồi tổ sư thiên ma giáo dạy ra sĩ tử thì sĩ tử chính là người của thiên ma giáo sao nếu nói như vậy thì chẳng phải là bắt cả ta rồi giết luôn sao hắn đứng dậy từ từ qua lại ánh mắt sắc bén nói năm đó ta vân du khắp thiên hạ học tập sở trường các phái nhìn thấy các phái trong thiên hạ làm theo ý mình mèo khen mèo dài đuôi hạn chế tiến bộ của thần thông đạo pháp trong thiên hạ bởi vậy ta đến nơi viếng thăm kỳ vọng có thể đánh vỡ hàng rào các tông phái lớn. Người đầu tiên ta gặp chính là Tổ sư Thiên Ma, ông là người đầu tiên vứt bỏ góc nhìn môn phái, là người toàn tâm toàn ý dạy ta, cũng là người vạch cho ta một con đường sáng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kính ngưỡng, nói, sau đó, ông tự mình tiến cử ta, để ta mang theo thư tín của ông đến gặp đạo chủ đạo môn, cũng nhờ thư giới thiệu của ông ấy mà đạo chủ mới có vài phần kính trọng ta, yêu ái rất nhiều, cho phép ta xem thêm kiếm đạo thập tứ thiên, cũng là ông ấy bảo ta đến đại lôi âm tự gặp gỡ Như Lai, like, đạt được Như Lai like truyền kinh. Tuy rằng ông chưa bao giờ thổ lộ thân phận của mình, thế nhưng không gạt được ta, cũng không có cố giấu giếm ta. Trong lòng quản gia Vân Dương chấn động tột đỉnh, quốc sư Duyên Khang nói, ta mời ông xuống núi, giúp ta quản lý Thái học viện, bởi vì sao? Không phải là bởi vì bản lĩnh của ông ấy, không phải bởi ông ấy là tổ sư thiên ma giáo, mà là bởi vì ông có loại lòng dạ này. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lòng dạ rộng rãi, thuần khiết đến vậy, có thể quản lý Thái học viện, chỉ có một mình ông ấy mà thôi. Hiện tại ông ấy đã rời đi, chắc là vất vả vì chuyện giáo chủ đời kế tiếp của thiên ma giáo, giáo chủ ma giáo đời tiếp theo. Quản gia Vân Dương lấy lại bình tĩnh, nói, đã hơn 40 năm rồi thiên ma giáo không có giáo chủ, mà bây giờ lại tuyển được giáo chủ sao? Quốc sư, việc này quan hệ lớn lao, có nên bẩm báo Hoàng đế không? Quốc sư Duyên Khang nói, người đi viết tấu chương, nhanh chóng trình báo việc này cho Hoàng đế, còn lai lịch của tổ sư thiên ma thì mới không cần nhiều lời. Quản gia Vân Dương nghe lệnh, lại nói, bên Thái học viện truyền đến tin tức hoàng đế hạ lệnh cho cố ly noãn kế nhiệm đại tế ti biết rồi quốc sư duyên khang khoát tay áo một cái nói thế lực của ta quá lớn hoàng đế có lo lắng cũng là phải bằng không trong lòng ta cũng bất an chỉ là tài học và đức độ của cố ly noãn đều không xứng với chức vụ đại tế ti thái học viện này hắn làm thái tử thái bảo còn có thể chứ làm đại tế ti còn lâu mới đủ tư cách nhưng chuyện này ta lại không thể nói nhiều quản gia vân dương suy tư lại nói lần này thiên ma giáo tuyển giáo chủ mới nên ứng đối ra sao Quốc sư Duyên khang lạnh nhạt nói, thuận hưng, nghịch vong, chuyện này không cần ngươi suy nghĩ, ta sẽ đích thân đi gặp vị giáo chủ mấy này, quản gia Vân Dương lui ra khỏi phòng, đạo môn, đạo sơn, đan dương tử bước nhanh lên núi, đi tới đạo thánh điện, một ông lão tóc bạc, lông mày trắng đang ngồi trên mặt đất, nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt, đan dương tử vội vàng nói, đạo chủ, sao huyệt thiên ma giáo xảy ra dị động, cao thủ của thiên ma giáo tập hợp ở Ung Châu, cửa lớn cuốn một cái, kể cả phủ thành chủ đồng thời biến mất không còn tăm hơi ông lão tóc bạc, mày bạc kia mở mắt, từ từ nói, xem ra thiên ma giáo có giáo chủ mới, thiên ma giáo hư cấu lịch sử, giả tên thánh nhân, truyền ngụy đạo khắp thiên hạ, họa loạn chúng sinh, trong giáo nội chiến, thanh nữ tàn sát giáo chủ, làm trái cương thường, giáo chủ cưới đệ tử, vi phạm nhân luân, giáo chúng tu luyện tà pháp, không ít người dùng mạng người để tu luyện, hữu giáo vô loại, bọn họ đã 40 năm không có giáo chủ, hiện nay lại tuyển ra một vị giáo chủ mới. Chỉ sợ không phải là phúc của môn dân, Đan Dương Tử nói đạo môn ta phải làm thế nào tìm ra thân phận vị ma giáo chủ này tùy cơ diệt trừ tuần pháp chỉ đan dương tử lại nói quốc sư duyên khang dùng giáo lý của thiên ma giáo làm tôn chỉ duyên khang quốc chính là một thiên ma giáo lớn lao hữu giáo vô loại đạo môn ta lại nên làm như thế nào ánh mắt đạo chủ thâm thúy Lặng lặng mà nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt không nhanh không chậm nói quốc sư duyên khang dã tâm bừng bừng nhưng năng lực lại không chống đỡ nổi dã tâm của hắn trong lịch sử có đế quốc còn lớn hơn cả duyên khang quốc có thiên tài càng xuất chúng hơn quốc sư duyên khang nhưng cuối cùng cũng trở thành đất vàng trở thành đại khư thế giới này phức tạp hơn nhiều tưởng tượng của hắn khi hắn đụng tường đến tan xương nát thì thì hắn sẽ hiểu đan dương tử không dám nhiều lời khom người lui ra khởi bẩm như lai giáo trung thiên ma từ trong thành ung châu không cánh mà bay liên phủ thành chủ cũng biến mất không còn tăm hơi đại lôi âm tự một vị lão tăng đến bên trong bảo điện cầu kiến như lai nói phủ doãn ung châu kia chính là trường lão ngọc lâm của thiên ma giáo là một nhân vật đáng sợ, ung châu, đã biến thành giang sơn kiên cố của thiên ma giáo. Còn có người nhìn thấy cô gái đã đánh bại Phật tử ở ung châu, suy đoán là người của thiên ma giáo. Như Lai mở mắt, kinh ngạc nói, cô gái kia không phải là sĩ tử Thái học viện sao, vì sao lại là người của thiên ma giáo. Lão Tăng nói, cô gái kia tên là Tư Vân Hương, năm nay mới thi vào Thái học, Thái học viện căn bản chưa kịp dạy gì cho nàng, sao nàng có năng lực đánh bại Phật tử chứ. Cô gái này đến từ tư gia, cùng gia tộc với giáo chủ phu nhân đời trước là từ Âu U. Tư gia cũng là một thế gia đại phiệt ở Duyên Khang Quốc. Như Lai nói, như vậy giáo chủ mới của thiên ma giáo có thể xuất từ tư gia hay không? Không biết, giờ khắc này còn chưa có tin tức truyền đến. Như Lai gật gật đầu, nói, Thái học viện dùng thánh nữ của thiên ma giáo để vượt qua thánh tử của đại lôi âm tự ta, việc này không thể hòa giải. Người lui xuống trước, tiếp tục bảo mỗi trường miếu tìm hiểu tin tức. Lão Tăng kia lĩnh chỉ, nói, còn có một chuyện, Mã Phương Thần đã ra khỏi đại khư, dứt lời, xoay người xuống núi. Lão Như Lai ngơ ngẩn, thánh lâm sơn bên tai tần mục truyền đến các loại âm thanh huyền diệu vô cùng kỳ diệu đột nhiên hắn thấy hoa mắt phát hiện mình trở thành một khách qua đường đang dạo chơi trong núi xa xa truyền đến tiếng đốn củi hắn theo tiếng đi lên phía trước chỉ thấy một vị tiểu phu đang đốn củi dưới cây tùng bách lấy búa của tiểu phu mang theo vết tích huyền diệu rơi vào cây tùng bách một chút lại một chút khiến hắn nhìn đến nhập thần chỉ cảm thấy tựa hồ có thể lĩnh ngộ ra điều gì từ trong đó hắn đứng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cây búa của tiểu phu cái búa kia rơi vào trên tùng bách, chém ra một vết sâu, thế nhưng khi lợi búa nhấc lên, vết tích trên tùng bách lại khôi phục bằng phẳng, không có để lại một chút dấu vết nào. Tiểu phu chặt cây, mỗi một búa đều cho hắn ấn tượng không giống nhau. Người qua đường, người ở chỗ này nhìn lâu như vậy, nhìn thấy gì không? Tiểu phu kia thu lưỡi búa lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, người thân của người đã sớm biến thành xương khô trôn trong mộ đất vàng, người con gái của ngươi còn già hơn ngươi, cháu trai của ngươi hiện tại đã có gia đình, có con của mình, người qua đường ngươi ở đây nhìn trăm năm rồi xin lão sư dạy ta tần mục nhìn thấy vị tiểu phu này ngồi trên tảng đá dưới gốc tùng bách chuyển đạo thụ nghiệp cho hắn vừa nghe liền như mây như say vạn ngàn rượu lý lộn xộn nườm nượp kéo đến tần mục đứng ở bên cạnh tảng đá vừa nghe là mấy chục năm công pháp thống nhất của đại dục thiên ma kinh cũng được truyền thụ cho hắn ngay trong lần giảng pháp kỳ diệu này tiểu phu kia vươn tay ra sờ lên đỉnh đầu hắn một cái tần mục mở mắt nhìn thấy tư bà bà lui về phía sau hắn còn ở thánh lâm sơn còn ở hiện tại cũng chưa có trở lại quá khứ. Đây là giáo chủ thiên ma giáo đời trước quán đỉnh, truyền những điều lão tổ năm đó trải qua cho giáo chủ đời kế tiếp, đời đời truyền lại, củi lửa không lụi tàn. Tần mục ngơ ngác ngồi trên tảng đá, thánh nhân xoa đầu ta, kết tóc được trường sinh, công pháp thống nhất của đại dục thiên ma kinh không hóa thành chữ, cũng không hóa thành đồ án, chỉ có thể dựa vào các đời thánh giáo chủ quán đỉnh truyền lại. Trong đầu của hắn có thêm rất nhiều tin tức phức tạp, vẫn không thành hệ thống. Lần quán đỉnh này, tuy rằng không hề tăng lên tu vi của hắn, thế nhưng lại mang đến cho hắn quá nhiều thứ còn cần hắn sắp xếp tìm hiểu bây giờ hắn mới biết vì sao tổ sư nói công pháp thống nhất chỉ có giáo chủ mới có thể truyền cho giáo chủ điều này là bởi vì đại dục thiên ma kinh căn bản không có công pháp thống nhất thành hình hoặc là nói công pháp thống nhất còn chưa từng có hình dạng cố định công pháp thống nhất của đại dục thiên ma kinh liền ẩn bên trong những lời giảng của tiểu phu trên tảng đá bất quá điều này cần giáo chủ các đời tự mình tìm hiểu từ trong những lời giảng đó có thể ngộ được bao nhiêu ngộ được cái gì thì phải xem ngộ tính của mỗi một vị thánh giáo chủ, mục tiêu mình lựa chọn, tài trí chí của chính mình, vận may của chính mình, hoàn toàn có thể nói, mỗi một vị thánh giáo chủ thiên ma giáo tìm hiểu ra công pháp thống nhất đều không giống nhau, có lẽ sẽ có một ít lý niệm giống nhau, nhưng công pháp thống nhất mỗi một vị thánh giáo chủ tu luyện tuyệt đối không giống công pháp thống nhất của những người khác, 360 vị giáo chủ sẽ có 360 loại công pháp tu luyện, 10.000 vị giáo chủ cũng sẽ có 10.000 loại công pháp tu luyện. Ý niệm đầu tiên của tần mục chính là lừa bịp quá giả dối công pháp thống nhất trong truyền thuyết vậy mà không thể lập tức lấy ra dùng còn phải tự đi tìm hiểu ý nghĩ thứ hai đó là đây mới thực sự là truyền đạo thụ nghiệp đây mới là thánh sư ngộ ra được là đồ vật của chính mình học được là đồ vật của người khác việc truyền công của thiên thánh giáo những giáo phái khác bao gồm cả thái học viện cũng không cách nào sánh ngang thiếu niên tổ sư thờ phào một cái nhìn về phía tư bà bà trong miệng tư bà bà truyền đến âm thanh của lệ giáo chủ lão sư ta đã không còn là thánh giáo chủ đây là cơ hội để ta loại bỏ tâm ma xin lão sư không nên cản ta kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người